SPO2. Thì cái mức SPO2 người ta tính thì loanh quanh tùy cái cơ quan, tùy cái đất cái quốc gia thì người ta tính loanh quanh khoảng 93-94%. Thì có thể theo dõi tại các cơ sở y tế tại nhà. Và bệnh nhân nặng thì cần hỗ trợ hô hấp, điều trị kháng bão cytokine, kháng virus, kháng sinh, nâng đỡ chức năng tạng như là phổi, tim, gan, thận. Ở những cái bệnh viện mà có đơn vị hồi sức cấp cứu. Điều trị bệnh nhân ung thư nhiễm COVID đó, thì hiện tại người ta thấy là chỉ có những bệnh nhân mà đã ổn về nguy cơ biến chứng và tử vong do COVID đó, thì mới điều trị ung thư. Tức là khi mà cái nguy cơ biến chứng và tử vong do COVID nó còn rất là lớn, đặc biệt là những bệnh nhân rất nặng đó, thì mình thấy là có thể là xảy ra trong vòng một cái thời gian ngắn thì bệnh nhân có thể siêu hấp và tử vong, thì lúc đó thì mình sẽ không đặt nặng cái vấn đề là điều trị ung thư nữa nha. Mà những bệnh nhân đã ổn thì nguy cơ biến chứng và tử vong cho COVID thì mình mới điều trị ung thư. Đối với phẫu trị đó thì người ta thấy nhiễm COVID-19 nó tăng nguy cơ biến chứng, tử vong và chu phẫu, tức là trong lúc mổ và loanh quanh cái lúc mổ, thì đối với mọi cái phẫu thuật thì nhiễm COVID-19 nó đều tăng nguy cơ hết. Người ta thấy rõ ràng như vậy. Thành ra đối với những cái phẫu thuật cấp cứu và thật khẩn khẩn thiết đó, tức là không mổ thì bệnh nhân tử vong liền đó, phải được tính toán thật là kỹ khi thực hiện và đảm bảo nguyên tắc chống lây nhiễm thì có thể thực hiện. Còn những phẫu thuật hay thủ thuật có thể trì hoãn thì nên trì hoãn và thực hiện an toàn khi bệnh nhân đã khỏi COVID. Đối với hóa trị đó thì người ta thấy là các liệu pháp ảnh hưởng đến miễn dịch thì nên trì hoãn ít nhất đến khi hết triệu chứng. Thí dụ như là những cái hóa trị thông thường đọc tế bào đó thì người ta nói là nên trì hoãn cho tới khi bệnh nhân hết hết cái triệu chứng COVID, hoặc là liệu pháp ức chế miễn dịch thì bao gồm cả những cái ức chế chốt kiểm miễn dịch. Tại vì mình biết cái liệu pháp ức chế chốt kiểm miễn dịch đó thì cái bản chất của nó đó, thì nó lại tái hoạt hóa những cái tế bào miễn dịch để tiêu diệt những cái tế bào ung thư. Tức là trên nguyên tắc ức chế chốt kiểm này nó làm cái miễn dịch mạnh hơn, có thể nó làm miễn dịch mạnh hơn, nhưng mà người ta cũng nói là cái bằng chứng nó chưa rõ, thành ra người ta nói tốt nhất là mình nên trì hoãn lại. Còn các liệu pháp mà không ức chế miễn dịch thì có thể duy trì lúc nhiễm. Thí dụ bệnh nhân điều trị nội tiết, thời tiết, thí dụ như là gì kháng estrogen, hoặc là điều trị nội tiết ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt thì vẫn có thể tiếp tục, hoặc là ung thư tuyến giáp thì vẫn có thể tiếp tục. Điều trị nhắm trúng đích, những cái TKI uống EGFR thì vẫn có thể tiếp tục, tức là những cái đó nó không thay đổi cái miễn dịch nhiều và bệnh nhân thì tiếp tục điều trị nếu bệnh nhân có nhiễm COVID, trừ khi mình nặng quá nằm ở ICU, nằm ở những cái đơn vị đang phải thở máy này kia đó thì mình không có thể mình cân nhắc thôi. Nhưng mà một số cái ví dụ như nội tiết tuyến giáp, bổ sung của tuyến giáp thì vẫn phải duy trì, còn những cái nội tiết khác thì mình ngưng lại, nhưng mà nên những cái loại này thì có thể duy trì lúc nhiễm. Về xạ trị thì không ảnh hưởng nhiều đến miễn dịch nên có thể tiến hành ngay khi tình trạng bệnh nhân nhiễm COVID ổn, tức là ngay khi mà PCR âm tính, tức là hết nhiễm thì bệnh nhân có thể quay lại điều trị liền đối với xạ trị. Hướng dẫn của ASCO và CDC thì người ta hướng dẫn điều trị đặc hiệu lại cho ung thư ở bệnh nhân ung thư nhiễm COVID-19. Thì người ta nói là đối với hầu hết các bệnh nhân thì bắt đầu điều trị lại ít nhất là 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng cải thiện, ví dụ như ho, khó thở cải thiện là người ta có thể bắt đầu điều trị lại rồi đó, không có yêu cầu là PCR âm tính. Đối với những bệnh nhân không suy giảm miễn dịch thì đợi ít nhất 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính lần đầu, tức là 10 ngày cộng với cái điều kiện đầu tiên đó là hết sốt 24 giờ và các triệu chứng khác cải thiện đó. Hoặc là 20 ngày ở người có suy giảm miễn dịch. Mặc dù chiến lược không xét nghiệm được chấp thuận, nhưng nên lựa chọn chiến lược ít nhất một lần xét nghiệm âm tính nếu có thể trước khi bắt đầu điều trị ung thư lại. Người ta nói đủ điều kiện thứ nhất, đủ điều kiện thứ hai, đợi 10 ngày ha, sau cái PCR lần đầu tiên thì mình có thể tiến hành điều trị lại ở những cái người thông thường. Còn 20 ngày ở những người suy giảm miễn dịch thì có thể bắt đầu điều trị lại. Cái đó người ta cho phép, nhưng mà người ta nói là đó là chiến lược mà không cần làm cái xét nghiệm lại, nhưng mà người ta nói là cái chiến lược ít nhất một xét nghiệm âm tính nếu có thể thực hiện được thì cũng nên áp dụng, tức là đủ hai điều kiện trên và một lần PCR âm tính là đủ. Đối với hầu hết cái bệnh nhân đó thì cái tình trạng RNA virus kéo dài sau hết triệu chứng không rõ liên quan tới nhiễm kéo dài. Tuy nhiên, bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng có thể vẫn còn nhiễm virus sau hơn 20 ngày khởi phát triệu chứng. Những bệnh nhân còn thải trừ virus kéo dài dù đã hết triệu chứng thì nên thận trọng cách ly ít nhất là 10 tới 20 ngày, tốt nhất là đợi xét nghiệm chuyển sang âm tính.
Quyết định trong những trường hợp này phải rất cẩn thận dựa vào nguy cơ và lợi ích khi trì hoãn so với bắt đầu điều trị lại, đặc biệt đối với những trường hợp điều trị ung thư là điều trị triệt để. Câu này là sao? Câu này là mình biết đó, là khi mình làm hiện giờ trên cái toàn bộ cái xét nghiệm hệ thống mình hiện giờ đó, trên toàn quốc đó, thì mình dựa chính vào cái xét nghiệm là RT-PCR. Thì đó, cái xét nghiệm này đó là người ta tìm cái sự tồn tại của cái mẫu RNA virus. Nhưng mà sự tồn tại cái mẫu này thì không có nghĩa là con virus sống nó còn, không có nghĩa là bệnh nhân còn lây nhiễm, còn có thể lây nhiễm được. Thành ra có định nghĩa thành dựa trên cái CT này kia, nhưng mà rõ ràng là hai cái này nó không không có đồng nghĩa với nhau. Và cái RT-PCR đó, người ta thấy cái độ nhạy của nó khi con virus nó đã hết hết lây nhiễm rồi, virus sống nó không còn rồi, nhưng mà những cái sản phẩm RNA của nó còn tồn tại trong cái dịch tiết đó, người ta có thể người ta thấy nó kéo dài. Có người ta làm 100 ngày sau người ta vẫn còn thấy nữa, nhưng mà 10 ngày sau thì cái virus nó hết lên rồi. Cái trong điều kiện tốt nhất luôn đó, tức là cái xét nghiệm mà gọi là cái xét nghiệm chuẩn vàng luôn để coi coi virus nó còn sống hay không đó, thì người ta thấy là hết lên nổi rồi, nhưng mà RT-PCR nó vẫn còn tồn tại kéo dài. Thành ra người ta nói nếu trong trong những trường hợp này, nếu mà mình căn cứ vào cái này để mình tiến hành điều trị lại cho bệnh nhân đó, thì có thể là cái nguy cơ mà bệnh ung thư tiến triển lại nó lớn hơn rất rất là nhiều so với cái nguy cơ mà mình bị bệnh nhân có thể lây nhiễm cái bị diễn tiến nặng hoặc là tử vong do COVID hoặc là có thể lây nhiễm cho người khác. Thế thì định nghĩa như thế nào gọi là suy giảm miễn dịch nặng? Chút xíu mình sẽ coi ha. Cái hướng dẫn điều trị đặc hiệu ung thư lại cho bệnh nhân ung thư nhiễm COVID-19 đó, thì cái chiến lược không dựa trên xét nghiệm, cái này là hướng dẫn ESCO và CDC. Thì người ta dựa trên ba cái, người ta chia làm ba nhóm cũng giống như mình ở đây thôi. Bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến trung bình thì dựa trên triệu chứng phải thỏa tất cả các điều kiện sau: ít nhất là 10 ngày từ khi có triệu chứng đầu tiên và cần thiết kéo dài 20 ngày bệnh nhân có suy giảm miễn dịch nặng. Chút xíu mình sẽ coi định nghĩa của suy giảm miễn dịch nặng. Ít nhất 1 ngày 24 giờ từ khi hết sốt mà không dùng thuốc hạ sốt và có cải thiện triệu chứng ho thở nhanh, tức là mình nó diễn giải cái phần hồi nãy mình nói. Còn bệnh nhân có triệu chứng nặng hay nghiêm trọng đó thì dựa trên triệu chứng phải thỏa tất cả các điều kiện sau: ít nhất là 10 và đến 20 ngày từ khi có triệu chứng đầu tiên xuất hiện, cần thiết kéo dài trên 20 ngày ở bệnh nhân có suy giảm miễn dịch nặng; ít nhất là 1 ngày tức là 24 giờ từ khi hết sốt mà không dùng hạ sốt, có cải thiện triệu chứng ho và thở nhanh. Còn nếu mà bệnh nhân không triệu chứng thì dựa trên thời gian thì phải thỏa tất cả các điều kiện sau: có ít nhất là có ít nhất là 10 ngày kể từ xét nghiệm virus đầu tiên dương tính và cần kéo dài xét nghiệm, có cần kéo dài hơn 20 ngày trở lên nếu bệnh nhân có suy giảm miễn dịch nặng và bệnh nhân không có phát sinh cái triệu chứng bệnh sau đó, thì mình có thể mình tiến hành điều trị lại. Như vậy thì như thế nào gọi là tình trạng suy giảm miễn dịch nặng? Thì bao gồm là suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải, tức là hội chứng AADS ha, hoặc là suy giảm miễn dịch bẩm sinh đã được xác định, hoặc là đang hóa trị phác đồ có ức chế tủy mạnh, hoặc là ghép cơ gan, quan hoặc là ghép tạng đặc, ghép tủy trong vòng 1 năm, hoặc là có HIV dương tính và CD4 dưới 200 tế bào trong 1 microlit, hoặc là đang được điều trị cái phạt T cell, hoặc là xin lỗi ai tắt cái micro giùm mà, hoặc là điều trị prednisone trên 20mg một ngày trên 14 ngày. Thì người ta nói đó, nếu mà như vậy đó thì mình có thể quyết định dựa trên cái thời gian, dựa trên thời gian giống như nãy mình nói, nhưng mà xem xét từng trường hợp theo dữ liệu sẵn có và chuyên gia về truyền nhiễm, nhiễm trùng và y tế công cộng. CDC thì người ta đã có ra cái hướng dẫn rồi, nhưng mà từng quốc gia nó có thể mình phải tham khảo thêm. Và trong một số trường hợp, đặc biệt là bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng đó, thì chiến lược dựa trên xét nghiệm thì hữu ích để hướng dẫn xử trí. Thực tế Việt Nam đó thì nguyên tắc chống dịch là quan trọng nhất và được ưu tiên hàng đầu. Bệnh nhân ung thư mà nhiễm COVID-19 thì được phân tầng điều trị và cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo cái y tế địa phương, theo sở y tế từng địa phương. Bệnh nhân sau khi hết cách ly thì vẫn phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, 5K. Đối với các trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng do ung thư diễn tiến, biến chứng thì xử trí cấp cứu vẫn đảm bảo nguyên tắc chống lây nhiễm. Còn đối với bệnh nhân không cấp cứu thì trì hoãn điều trị ung thư cho đến khi hết nhiễm, hết cách ly và có thể đi lại được.
ở đây là ở Việt Nam nha mấy anh chị, hết nhiễm rồi nhưng mà trong cái khu phong tỏa, khu cách ly, bệnh nhân vẫn có thể không đi lại được để điều trị. Một số điều trị có thể tiếp tục khi bệnh nhân đang nhiễm COVID-19 là điều trị nội tiết, ung thư vú, tiền liệt, tuyến giáp và điều trị nhiễm trùng đích giống như TKI uống. Như vậy thì tiên lượng bệnh nhân liên quan tới nhiễm COVID-19 thì bệnh nhân ung thư như thế nào? Tức là tôi nói là tiên lượng của nhiễm COVID-19. Thì người ta thấy là nhìn chung bệnh bệnh nhân ung thư đó mà nhiễm COVID-19 thì có thể có tiên lượng xấu hơn là bệnh nhân không ung thư mà nhiễm COVID-19. Tuy nhiên dữ liệu thì không thống nhất. CDC và WHO đó thì đã nêu ung thư là một bệnh lý nền ảnh hưởng xấu tới tiên lượng COVID-19. Chúng ta mở cái hướng dẫn ra những cái bệnh lý nào nền ảnh hưởng xấu là mình thấy có chữ ung thư trong đó liền, nằm ở hàng thứ hai liền. Tuy nhiên các nghiên cứu thì cho thấy tiên lượng nhiễm COVID-19 thì bệnh nhân ung thư đó nó không phải là chỉ có ung thư không đâu ha, mà nó còn tùy thuộc rất là nhiều vô loại ung thư nào, giai đoạn nào, thời gian và phương thức điều trị ung thư tiến hành có gần với lại cái thời điểm nhiễm COVID-19 hay không. Cái tuổi bệnh nhân, cái giới, cái tổng trạng mà bệnh lý đi kèm nha, thì nó mới quyết định được là có cái tiên ung thư có bị ảnh hưởng xấu tới tiên lượng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 hay không. Cái loại ung thư đó thì hai cái loại ung thư mà xấu nhất ảnh hưởng, tức là có ung thư này mà nhiễm COVID-19 thì tiên lượng bệnh nhân rất là xấu, là ung thư hệ đạo huyết và ung thư phổi ha, ung thư hệ đạo huyết. Mình biết rồi, tại ung thư phổi đó là bệnh bản chất đã nặng rồi mà ảnh hưởng tới cái phổi nữa mà nhiễm COVID-19, nó cũng là cái cơ quan mà tổn hại nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái biến chứng và tử vong cũng là cái phổi. Thành ra là ung thư phổi mà có nhiễm COVID-19 là kết cục rất là xấu. Ung thư hệ đạo huyết thì ta thấy là ung thư hệ đạo huyết mà có nhiễm COVID-19 thì có nguy cơ tử vong tăng gấp 2 lần. Đặc biệt là bạch cầu cấp, lymphoma diễn tiến nhanh, đau tủy, có tổn thương thận và ghép tủy, hay là những cái bệnh nhân mà nguy cơ nhiễm và tử vong cao lên. Nếu mà có nhiễm COVID-19 thì nguy cơ tử vong tăng lên rất là nhiều lần. Đối với giai đoạn ung thư thì người ta thấy là ung thư giai đoạn trễ đang tiến triển thì có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn cái giai đoạn sớm đã ổn định hay là thoái triển. Đối với mô thức và thời gian điều trị ung thư thì ta thấy bệnh nhân có hóa trị phát đồ ức chế tủy mạnh gần thời điểm nhiễm COVID-19 trong vòng 12 tháng, trong vòng 3 tháng và đặc biệt là trong vòng 1 tháng thì có nguy cơ tử vong cao hơn. Thì ta thấy cái relative risk nó loanh quanh khoảng 1,7 cho tới 3,5 lần. Còn có điều trị mà ức chế chốt kiểm miễn dịch thì có dữ liệu không thống nhất, có cái là nó giống như bình thường, còn có cái nó hơi nhích hơn, cái tiên lượng nó hơi xấu hơn so với cái người không điều trị một chút xíu thôi. Cái tỷ lệ tử vong của nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân ung thư đó thì người ta thấy những cái số liệu mà lớn gần đây đó thì người ta thấy nguy cơ nó cũng gần giống như nguy cơ của dân số chung chứ nó cũng không khác nhiều nha. Và chúng ta thấy một cái nghiên cứu lâm sàng cũng rất là lớn của UKCCMP, tức là Coronavirus Cancer Mortality Project in UK, trên một số lớn bệnh nhân đó thì chúng ta thấy đó, đây là một thử nghiệm tiền cứu đánh giá ảnh hưởng của loại ung thư, tuổi, giới lên COVID-19 và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư nhập viện. Nhập viện tức là ung thư mà mức độ từ trung bình tới nặng đó, hoặc nói là ung thư là loại nặng luôn đó. Thì ta thấy đó là tỷ lệ tử vong cho tất cả các nguyên nhân, tức là do cái ung thư nào đó cũng tăng đáng kể theo tuổi, từ khoảng 0,1 tức là 10% ở lứa từ 10 tới 49 tuổi đến 0,48 tức là 48% ở lứa tuổi trên 80 tuổi, và tỷ lệ tử vong chung là 28%. Bệnh nhân ung thư hệ đạo huyết thì có nguy cơ cao hơn vú đặt nha, nó khoảng 1,57 lần, và bệnh bạch cầu thì có tỷ lệ tử vong cao nhất, không khác biệt về tử vong ung thư theo mô thức điều trị ung thư trong 4 tuần trước đó. Thì chúng ta coi cái bảng bên đây ha, thì chúng ta thấy cái thang tính nè, không tính được từ 0 cho tới 0 tới 2, 0,2, 0,2 tới 0,4, 0,4, 0,6, 0,6, 0,8 và 8 tới 1. Thì chúng ta thấy nằm đầu trên bảng là bệnh bạch cầu nha. Và chúng ta thấy khi tuổi càng gia tăng đó thì mình thấy cái màu đó nè, màu nó diễn tiến là tuổi càng gia tăng thì nguy cơ tử vong càng tăng. Còn theo bệnh thì bạch cầu là số 1 ha, còn những cái loại khác, còn bệnh sinh ung thư sinh dục nữ thì mình thấy rất là ít, nó ít ảnh hưởng, ung thư vú cũng ít ảnh hưởng nha. Như vậy thì chúng ta qua cái phần là bệnh nhân ung thư mà có nhiễm COVID, chúng ta sẽ qua vài cái tình huống lâm sàng để minh họa. Cái này thì mời các anh chị tham gia luôn ha, anh chị sẽ bật cái micro tham gia luôn. Bệnh nhân ông A 60 tuổi, y khóc bằng không, nhập viện ngày 10 tháng 7, được chẩn đoán ung thư đại tràng trái, bướu là 3 cm, chưa đe dọa tắc ruột. Đánh giá trên hình ảnh, bệnh nhân có làm CT MRI thì nó là T2N0M0. Đã tiêm ngừa COVID-19 một mũi ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Tới ngày 10 tháng 7 thì bệnh nhân làm tức là lúc mà bệnh nhân nhập viện thì cái PCR SARS-CoV-2 âm tính. Bệnh nhân được dự kiến phẫu thuật cắt đại tràng trái ngày 17 tháng 7, nhưng mà ngày 14 tháng 7 thì bệnh nhân có sốt nhẹ, PCR SARS-CoV-2 dương tính, CT19. Hướng xử lý ở bệnh nhân này: A là tiến hành phẫu thuật theo lịch, B là hoãn mổ cho đến khi xét nghiệm COVID-19 âm tính và có thể mổ an toàn. Bên chị chọn gì ạ? Dạ B thì thôi. B phải không? Chọn, dạ, chọn B. A không ạ? Chọn B ạ. Chọn B rồi. Dạ B ạ. Không, không ai chọn A phải không? Dạ chọn B. Chị B ạ. Rồi rồi. B. Tại sao mà chọn B mà không chọn A? Ung thư nguy hiểm lắm không? Cái này có thể nó không đe dọa đến tính mạng nên có thể trì hoãn được thôi. Rồi, không đe dọa tính mạng. Vậy là khi nào là mổ an toàn? Bác Nghĩa nói luôn. Dạ thưa thầy, có thể là đợi khoảng 2 đến 3 tuần xét nghiệm lại cái SARS-CoV-2 nó âm tính, hoặc là bệnh nhân không có triệu chứng gì cả, hết triệu chứng thì có thể là mổ lại được. Dạ, trong bệnh nhân này mình có lưu ý gì không ạ? Khi mà đánh giá mổ lại thì mình có thấy lưu ý gì không ạ? Tức là trước khi mổ mình phải đánh giá là cái gì? Quan trọng cái gì? Đánh giá lại, kiểm tra lại phổi của bệnh nhân. Đúng rồi, cái này trường hợp này phải kiểm tra kỹ cái phổi của bệnh nhân ha, tại vì bệnh nhân có thể có tổn thương phổi, bệnh nhân có sốt, cái này mình mới thấy thôi, nhưng mà trên diễn tiến thì có thể bệnh nhân có tổn thương phổi. Rồi, mình qua tình huống lâm sàng thứ hai, bà B 65 tuổi được chẩn đoán ung thư buồng trứng FIGO 3C, đã được phẫu thuật giảm tổng khối bướu tối ưu, còn để lại tổn thương dưới 1cm ở vách chậu trái ngày 30 tháng 6. Giải phẫu bệnh là carcinoma tuyến bọc dịch trong, rất cao, hậu phẫu ổn, bệnh dự kiến là hóa trị hỗ trợ. Ngày 15 tháng 7 đó, tức là nửa tháng sau khi mổ thì bệnh nhân sốt, mệt mỏi và PCR SARS-CoV-2 dương tính, CT bằng 22. Hướng xử trí: tiến hành hóa trị theo lịch, tức là 3 tuần sau mổ là 21 tháng 7, hoặc là hoãn hóa trị cho tới khi xét nghiệm COVID vừa âm tính. Mình chọn cái nào ạ? Chọn B. Chọn B, lý do sao chọn B? Chọn B thôi. Có ai chọn A không ạ? Không ai chọn A hết. Vậy thì B câu này khác với B câu trước thế nào không? Bà B với ông A khác nhau chỗ nào? Hay là cũng đợi giống y như ông A? Câu này với câu trên cái thời điểm có gì khác nhau không mấy anh chị? Dạ em xin trả lời. À em nói đi. Dạ dạ thưa anh, tại vì hóa trị bổ số bổ túc sau mổ trong thư buồng trứng thì có thể là tối đa là khoảng chấp nhận được từ 4 đến 6 tuần sau mổ. Mà bệnh nhân này đang nhiễm COVID thì ưu tiên điều trị COVID cho ổn rồi mình mới hóa trị. Tại vì khi hóa trị vào nó có làm suy giảm miễn dịch cho bệnh nhân. Rồi, mình sợ đó, ông A đó thì mình sợ là cái tổn thương phổi nó còn. Còn bà B đó, thật ra đó là khi mà xét nghiệm mà vừa âm tính đó, thì mình có thể mình tiến hành hóa trị lại được. Tại vì lý do đó thì người ta thấy đó, một khi mà nó đã thải trừ mà chức năng nó vừa ổn đó, thì mình có thể mình tiến hành hóa trị lại bình thường. Người ta sợ đó, người ta sợ thường thường cái thời điểm hóa trị nó diễn ra ngay trước lúc mà bệnh nhân nhiễm COVID đó, thì cái chức năng, cái miễn dịch nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà sau khi nhiễm COVID thì giống như cái chiến lược của CDC và ASCO đó, thì cái khác nhau của bà B và ông A đó, thì bà B có thể tiến hành điều trị sớm hơn ông A. Tức là khi mà COVID vừa âm tính là bà B có thể đủ điều kiện để điều trị. Thế thì mấy bạn mới hỏi liền, mấy bạn nói trời đất ơi, vậy sao được thầy? Sao được anh? Bệnh nhân bây giờ mà PCR mà âm tính là trên nguyên tắc bệnh nhân còn phải hóa trị, còn phải cách ly ở nhà 14 ngày phải không? Phải Bộ Y tế là vậy không? Phải không? Phải theo quy định giờ là bệnh nhân PCR âm tính là phải cách ly ở nhà 14 ngày không? Dạ đúng rồi, đúng em tính hỏi anh câu đó đó. Vậy là sao? CDC ASCO hướng dẫn vậy. Còn bây giờ mình phải cách ly thêm 14 ngày. Giờ anh hỏi thêm câu nè. Nếu bệnh nhân người ta dương tính ở quê, người ta không có cầm cái PCR đó lên. Phải không?
Rồi giờ người ta xét nghiệm PCR âm tính ở quê, người ta cầm PCR đó lên, mình có biết là người ta âm tính mấy ngày không? Rồi vô phòng hóa trị mình có hỏi không? Mình có biết là bệnh nhân này đã từng dương tính không? Trên cái xét nghiệm PCR người ta có ghi ngày chứ. Không, ngày thì đúng rồi, nhưng mà thí dụ bây giờ là bệnh nhân bà B đó, bà không có làm trong bệnh viện. Bà làm, tức là có thể bà làm ở bệnh viện A nào đó, rồi giờ bà chuyển tới bệnh viện B. Thì cái PCR lần trước là dương tính đúng rồi, nhưng mà lần này vừa có một cái xét nghiệm âm tính là bà xách tới bệnh viện B luôn. Bệnh viện B đâu có biết phía trước là dương tính đâu. Hiểu không? À, hiểu. Vậy thì sao? Thì mình phải chi, mình phải hỏi là bệnh nhân này đã từng dương tính thôi, còn bệnh nhân giấu thì mình hỏi người ta sợ rồi. Người ta không nói à, bệnh nhân giấu thì giấu thì mình chịu rồi thì sao? Thật ra đó thì theo quy định Bộ Y tế đó thì hiện giờ đó là những cái trường hợp mà âm tính rồi thì cũng phải cách ly ở nhà 14 ngày nha, 14 ngày thì mới quay lại bệnh viện được. Nhưng mà thực chất đó là những cái quy định này đó nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Tại vì ở CDC đó, Yasco đó, người ta quá nhiều bệnh rồi. Bên Mỹ hiện giờ là trên 40 triệu COVID rồi. Và cái thời gian cũng rất là lâu, thành ra người ta đủ để biết khi nào là nó an toàn. Còn của mình đó, thì hiện giờ nếu quy định Bộ Y tế là vậy thì mình cũng phải tuân thủ. Nhưng mà tới lúc nào đó thì tôi nghĩ nó có thể thay đổi. Hoặc là trong những trường hợp, có một số trường hợp mình sẽ không biết được là bệnh nhân bị dương tính vào hết hồi nào. Đặc biệt là hiện giờ trên cái giãn cách xã hội, bệnh nhân có thể xét nghiệm chỗ này rồi bệnh nhân lại đưa rồi lại tới cái kết quả xét nghiệm chỗ này và kết quả xét nghiệm chỗ khác nó không có thông với nhau. Tương tự ra không, bệnh nhân có thể qua bên Hòa Hảo xét nghiệm dương tính, người ta tự chủ động ta ở nhà, khi xét nghiệm vừa âm tính ta vô tới bệnh viện, mình chỉ biết cái xét nghiệm nó âm tính thôi. Và trên nguyên tắc là hiện giờ người ta thấy thật ra là khi mà bệnh nhân đã hết triệu chứng, giống như nãy mình nói đó, bệnh nhân đã hết triệu chứng, bệnh nhân đã có ít nhất là 10 ngày, thậm chí 20 ngày, thậm chí hơn nữa. Và cái xét nghiệm âm tính một lần đối với người ta là rất là đủ để điều trị lại. Và người ta thấy những trường hợp đó thì khả năng mà gây lây nhiễm thì rất rất là hiếm. Xong cái bài này thì tôi sẽ cho mấy anh chị cái đường link để mấy anh chị vô cái phần tập huấn với hổm rài của cái Trung tâm Đào tạo Nhân lực theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược đó. Thì ta sẽ có tập huấn và mấy anh chị sẽ coi những cái phần xét nghiệm như thế nào, như thế nào và cái nguy cơ lây nhiễm như thế nào. Và đó là lý do tại sao người ta căn cứ vô đó mà người ta xử lý cho người bệnh. Cái này nó khác ha, ca này bệnh nhân có thể quay lại sớm hơn cái ca trước nha, tại vì ca trước có nguy cơ tổn thương phổi. Và ca trước đó, thì khi bệnh nhân mổ đó, thì bệnh nhân phải vô hệ thống cái phòng mổ đó, thì bệnh nhân phải thở trong cái máy gây mê nha, thành ra cái nguy cơ phải được kiểm soát thật là kỹ. Và bệnh nhân ra thì bệnh nhân nằm ở đâu? Bệnh nhân nằm ở phòng ICU chăm sóc không khí ở đó, thì cái nguy cơ nó có chuyện gì xảy ra thì nó rất nghiêm trọng. Còn cái ca này thì bệnh nhân chỉ vô phòng hóa trị rồi đi hóa trị xong rồi về, thành ra cái mức nó sẽ ít hơn. Đây là một cái tình huống lâm sàng có thiệt, hiện giờ bệnh nhân đang nằm ở trên khoa. Bà C 68 tuổi, hai cái tình huống khác là cũng có thiệt, nhưng mà tình huống này thì hiện giờ bệnh nhân đang nằm trên khoa luôn anh chị. Vào tháng 6 năm 2020 thì bệnh nhân được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 4A do trực tràng âm đạo, bệnh nhân không đồng ý điều trị. Tới ngày 25 tháng 8 năm 2021 thì bệnh nhân bệnh xuất huyết âm đạo và bệnh nhân ngất ở ngoài đường đó. Thì bệnh nhân được cái tổ, hồi đó là những cái chốt gác đó, người ta đem tới cấp cứu, xong rồi ta chuyển thẳng cho bệnh viện ung bướu trong tình trạng suy kiệt, suy dinh dưỡng nặng. Tổn thương cổ tử cung khám lại hiện giờ xâm lấn toàn bộ các giác âm đạo, xâm lấn toàn bộ chu cung, xâm lấn tế giác chậu và do trực tràng âm đạo. Sau khi bệnh nhân nhập viện đó thì làm ra là SARS-CoV-2 dương tính. Hiện giờ bệnh nhân không triệu chứng nha. CT là 29, hướng xử lý như thế nào? Đang coi ai coi. Dạ, có ai có ý kiến không ạ? Bác sĩ Thanh Hồng có không ạ? Thanh Hồng hoặc Phương Minh. Rồi, ca này sẽ biết làm sao? Ca này tại lúc trước bác sĩ Thanh Hồng coi nè. Dạ, đầu tiên thì nếu mà tiếp nhận ca này ở giai đoạn 4A trên một cái điều kiện lý tưởng thì đầu tiên mình quan tâm trước đó là những cái vấn đề cấp cứu, những cái vấn đề nặng có ảnh hưởng tính mạng có hay không. Nếu như mà không có biểu hiện mà do nhiễm trùng nặng
thì mình sẽ tạm thời trì hoãn cái việc mà chẩn đoán đúng lại cái tình huống của ung thư cổ tử cung. Mình chú trọng qua cái chuyện là chăm sóc cái vấn đề COVID cho bệnh nhân trước ạ. Dạ, chăm sóc COVID làm sao? Không triệu chứng. CT29. Dạ. Dạ là mình theo dõi điều trị giống như một cái tình huống bệnh nhân nhiễm COVID ở mức độ nhẹ. Dạ. Cậu ung thư có làm gì cho cổ không? Cổ dò kìa. Dạ, em thấy là nếu như tình hình hiện tại ổn, không có biểu hiện nhiễm trùng nặng thì mình có thể trì hoãn là cái việc mà mình mở hồng môn nhân tạo ạ. Vậy khi nào mình mở? Dạ, đến khi mà tình trạng cái CT này lên trên 30. Dạ, lên trên 30 mà còn dương tính, đố em chuyển lên phòng mổ được á. Dạ, nói được. Cũng rồi, có ý kiến nào khác không? Đây, em có ý kiến này. Dạ, ý kiến đi. Cho lại ca thẹt dạ. Nha, phòng đang nằm trên khoa đó, để coi sĩ ký hồi dạ. Nếu mà người nào ý kiến hay là mình căn cứ vô đó, mình xử lý luôn đó. Dạ. Dạ. Dạ, thầy em ý kiến thì bệnh nhân này có cái xuất huyết âm đạo nặng mà giai đoạn 4A có giò nội tiết tràn. Mà cái đó thì là vấn đề nội khoa mà là có suy phụ nữa. Thì theo em nghĩ thì chắc mình xử lý cái vấn đề nội khoa. Trong thời gian xử lý nội khoa đó thì mình cũng điều trị thuốc nội khoa cho coi trong COVID luôn thì cũng dùng kháng viêm kháng đông. Mà kháng đông thì cũng gây ảnh hưởng đến cái xuất huyết. Thì mình cũng cân nhắc cái liều vừa để không có ảnh hưởng nhiều đến cái chuyện xuất huyết. Để đến khi mà cái tình trạng khoa nó ổn mà thì đó thì sau thời gian 10 ngày 7 đến 10 ngày thì cái test lại cái PCR nếu mà ổn thì rồi. Âm tính thì cho lên phòng mổ để mình giải quyết vấn đề. Rồi nói sẵn đang nói là 7 tới 10 ngày 7 tới 10 ngày sau test lại PCR hiện giờ là 33 CT bằng 33. Rồi nếu mà 33 thì nên nếu 33 thì đúng là phòng mổ mình thì còn dương tính thì sẽ không cho lên phòng mổ. Cân nhắc cái chuyện là bạn BBE để lên giải quyết luôn rồi. Rồi. Có ai có ý kiến khác không à? Suy nghĩ. Nghĩa ung bướu à? Cho là mời bác Nghĩa ung bướu. Thôi cái ca này bác Nghĩa giải quyết sao? Dạ, ca này em cũng xử lý giống vậy. Bây giờ mình nâng đỡ cái tình trạng suy kiệt với dinh dưỡng của bệnh nhân trước. Tại cái tình trạng giò trực tràng âm đạo mà nếu mà không có gây tình trạng nhiễm trùng nặng, không có gây đe dọa tính mạng thì mình chờ. Hiện tại là bây giờ là CT 30 thì nghĩ chắc 33 giờ. Dạ 33 giờ nghĩ chắc khoảng một tuần nữa mình xét nghiệm lại có thể CT PCR âm tính rồi thì mình mới lên mở giải quyết cái giò trực tràng âm đạo. Bây giờ nói thêm một cái chi tiết nữa. Bệnh nhân này đó là bệnh nhân là vô gia cư, tức là bệnh nhân không có cái nơi cư trú ở tại Sài Gòn luôn. Bệnh nhân hồi xưa bệnh nhân làm cái nghề bán vé số, nhưng mà sau hiện giờ đó là cái giãn cách xã hội đó thì bệnh nhân không còn làm cái gì được nữa hết, thành ra là sống giống như giờ từ thiện thôi. Thì có một cái chỗ mà nhà bệnh nhân thuê đó ở có một mình thôi, thành ra cái chỗ đó thuê đó thì người ta thấy cũng rất là tội nghiệp, thành ra người ta cho ở. Nhưng mà hiện giờ khi mà cái SARS-CoV mà dương tính á nhập vô viện đó thì người ta chắc chắn là không cho về, người ta nói là không, cái đó thì không có về nhà người ta được rồi. Em có suy có thay đổi ý gì không? Có cân nhắc gì khác không? Đây là một tình huống thực tế nha mấy anh chị, tại vì còn đang nằm trên khoa luôn đó. Dạ em có ý kiến này. Dạ. 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 Ca này thì là sẽ dạ em cũng đồng ý là mình điều trị nội khoa trước rồi mình sẽ theo dõi trong khoảng một tuần. Rồi, nếu mà bệnh trong thời gian một tuần đó thì mình cũng điều trị kháng sinh, kháng viêm. Rồi nếu mà bệnh nhân có cái bệnh nhân mà vẫn nhiễm trùng nặng thì không có khả năng mà mổ được thì để mở cái hậu môn thì cái ca này chắc mình cũng chăm sóc nội khoa. Với thứ hai nữa là nếu mà CT mà thực ra bây giờ thì em thấy cái tiêu chuẩn mà khỏi thì người ta cũng nghĩ đến là bệnh nhân không có triệu chứng mà CT hai lần mà trên 30 thì mà cũng như là người ta cũng người lành mang bệnh thì em nghĩ cái khả năng là cái triệu chứng chứng lây nó cũng không có nhiều.
Tại vì cái hiện tại thì bây giờ tiêu chuẩn mà xuất viện á, thì cho tới khi PCR hoặc là CT CT trên 3, 2 lần thử 2 lần trên 30 thì vẫn gọi là tiêu chuẩn cho xuất viện được. Thì cái này em nghĩ nếu mà chịu, trong một tuần đó mình theo dõi mà bệnh nhân cái triệu chứng nội khoa nó đỡ thì mà CT vẫn trên 30 thì mình vẫn hướng là vẫn mở hậu môn ra. Dạ, em ý kiến em là vậy. Giờ mình nhận định vấn đề bệnh nhân này ha. Vấn đề chính của bệnh nhân đó là gì? Là bệnh nhân suy kiệt và suy dinh dưỡng, chứ không phải là vấn đề chính là bệnh nhân dò trực tràng âm đạo. Lý do là sao? Tại từ tháng 6 năm 2020 đã dò trực tràng âm đạo rồi. Phải không? Đồng ý không? Thêm nữa, cái trường hợp này có khả năng là bệnh nhân rơi vào cái trường hợp là thải trừ COVID kéo dài đó. Đúng rồi, dạ. Chính xác 100%. Sống vì cái xác virus đó, chứ không phải là người COVID. Chính xác. Dạ. Nhưng mà thành ra đó, cái vấn đề chính nó không phải là do trực tràng âm đạo đâu. Hồi nãy giờ mình cứ tập trung vô cái đó hoài. Thành ra là cái hướng xử lý của ca này đó, thì mình nâng đỡ tận trạng thôi. Tại vì nhiễm COVID không có triệu chứng, hoàn toàn không có triệu chứng gì về COVID hết nha. Thành ra là mà hiện giờ mình cũng thấy nó đang trong cái giai đoạn nó đang thải. Tại vì hồi lúc bệnh nhân vô là đã 29.45 rồi đó. À, nó cũng sắp xỉ cái mức có thể người ta nhiễm đậu ngoài lâu rồi. Hiểu không? Rồi mình phát hiện là cái lúc mà nó cũng bắt đầu nó, cái giai đoạn nó cũng thải trừ rồi. Và hiện giờ nó nằm trong cái giai đoạn thải trừ kéo dài. Và người ta đã thấy, nếu mà anh chị Thành Trang hồi sẽ cho cái trang web để mình chị vô coi cái xét nghiệm ha. Một khi mà CT nó lớn trên 30 cái kiểu này đó, thì có khả năng là nó không còn lây nhiễm nữa, tức là những cái RNA nó tồn động chút xíu ở trên cái đường hô hấp thôi, nó tồn động kéo dài thôi, chứ không có nghĩa là con virus sống nó đang nằm ở trong đó. À, thành ra là trong cái tình huống này là sao? Là nâng đỡ tổng trạng cho bệnh nhân, và khi bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện thì cho bệnh nhân xuất viện luôn, không nhất thiết phải lên mở hậu môn nhân tạo nữa. À, tại vì khi mình biết bệnh nhân sống một mình á, à, và bệnh nhân đã quen với cái chuyện mà chăm sóc, bệnh nhân mặc cái tã, mặc đồ bệnh nhân lót á, mình thấy nó rất là khó chịu. Nhưng mà hiện giờ mình đưa một cái hậu môn nhân tạo ra mà bệnh nhân tự tay bệnh nhân chăm sóc, cái người 68, 70 tuổi không có nhà, không ấy đó, thì chưa chắc cái nào là tốt hơn cái nào. À, chúng tôi cũng đã liên hệ với là những cái nhà dưỡng lão đó, nhà dưỡng lão, để sau khi mà bệnh nhân mà âm tính thì chuyển bệnh nhân vô nhà dưỡng lão. Nhưng mà mình biết rồi, khi mà chuyển vô nhà dưỡng lão mà khi một cái xét nghiệm nó còn dương tính tí ti đó, mặc dù CT nó còn 35, 36, nhưng mà vô trong đó mà lỡ có một cái chuyện gì mà nó lây nhiễm trong đó, đó là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Rồi đó chúng tôi phải đợi cái này nó âm tính, chúng ta sẽ chuyển vô đó. Và hướng của tôi thì trong trường hợp này tôi cũng không có ráng mà mở hậu môn nhân tạo trong cái trường hợp này. À, chăm sóc giảm nhẹ, chuyển dưỡng dưỡng lão. Rồi đây là một cái trường hợp cách đây 3-4 ngày tôi được hội chẩn từ một bệnh viện phụ sản, bệnh viện Hùng Vương. Hồi đã có ai ở bệnh viện Hùng Vương hoặc bệnh viện Từ Dũ không? Cô 52 tuổi, cô D 52 tuổi, y khớp bằng 1, được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 2A1, nhập bệnh viện phụ sản vì xuất huyết âm đạo lượng nhiều ồ ạt, thiếu máu, HB là 6.7 gram trên decilit. Nhiễm vô trong đó thì người ta thử là SARS-CoV-2 dương tính, không triệu chứng, CT21. Ta gọi ta hội chẩn mình. Họ chẩn mình dịu vữa, hướng xử trí. Đâu, giờ mấy anh thì xử trí làm sao? Có ai làm chuyên khoa hay bác sĩ Chí? Chí bữa nay có tham gia không ạ? Tại tôi đang share cái màn hình đó, thành ra có ai trả lời không ạ? Cô D làm xử lý sao?
Dạ, xin trả lời. Dạ, cái với tình huống ca này em nghĩ chắc mình sẽ cho cầm máu bằng cách nhắc về và truyền máu để bồi hoàn hồi tích. Sau đó thì mình vẫn điều trị tiếp cái nội khoa của cái COVID này. Rồi, bệnh nhân không có triệu chứng. Vậy thì anh nhắc nhạc cầm máu thôi. Để, dạ, nhắc nhạc cầm máu và truyền máu để bồi hoàn hồi tích. Rồi. Làm xin nói thôi. Rồi, ca này là 1-2A1, bệnh nhân có thể phẫu trị đầu tiên hoặc là xạ trị đơn thuần. Thì em chọn cái gì ạ? À? Em có ý kiến thầy ơi, theo em ca này mình phải phẫu thuật cầm máu lại. Rồi, mặc buộc phải phẫu thuật. Xin xin lỗi, tại vì anh đang nghe cái tai á, thành ra anh không có biết là ai đang nói à. Anh đang xem màn hình. Bác sĩ Tuấn bệnh viện. Dạ, bác sĩ Tuấn bệnh viện Nguyễn Chi Phương ạ. Dạ, bác Tuấn nói. Theo em những ca mà xuất huyết âm đạo mà lượng nhiều ồ ạt là mình buộc phải phẫu thuật cầm máu lại. Và cái chuyện mà sắc COVID thì mình sẽ tính sau. Dạ. Đây là đe dọa tính mạng phải không? Dạ. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Có ai ý kiến khác không ạ? Trong trường hợp này mình xạ trị cũng có thể cầm máu được mà, và truyền bù máu và đợi khi nào đến cái xét nghiệm cái PCR âm tính thì mình hãy tiến hành phẫu thuật. Rồi khi nào PCR âm tính thì tiến hành phẫu thuật. Có ai có ý kiến khác không ạ? Để anh coi còn. Dạ em Minh Anh. Rồi Minh. Dạ, theo em thì nếu mà bệnh nhân vào của mình mặc dù là có xuất huyết âm đạo ồ ạt nhưng mà y cấp bằng 1, tức là tình trạng bệnh nhân không có phải là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, thì mình có thể điều trị nội khoa để cầm máu và truyền máu cho bệnh nhân. Còn về lựa chọn điều trị thì sau khi mà đi xa âm tính thì mình sẽ ưu tiên giữa xạ trị nhiều hơn sau phẫu thuật, tại vì đối với tình trạng bệnh nhân có nhiễm COVID trước đó thì có thể là ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và tình trạng phổi của bệnh nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Thì mình cũng giải thích nhưng mà vẫn có thể là lựa chọn một trong hai cái, nhưng mà em vẫn ưu tiên nên xạ trị hơn là phẫu thuật ạ. Rồi, đúng rồi. Trong trường hợp này đó, bệnh nhân có chuyển viện tới bệnh viện ung bướu luôn không em? Dạ, em nghĩ không anh. Tại vì hiện tại thì bệnh nhân đang dương tính thì mình hạn chế di chuyển giữa các bệnh viện ạ. Rồi. Mấy chị khác thì sao ạ? À? Mấy chị khác trong trường hợp này bệnh nhân có chuyển viện luôn không? Cái truyền máu và cái điều trị nội khoa thì tại Hồng Dương điều trị được rồi. Em yeah. Cần đến chuyển xạ thì và PCR âm tính rồi thì mà cần xạ thì hãy chuyển qua ung bướu chứ chuyển lúc này thì không nên. Rồi. Yeah. Trong tình huống này đó thì câu trả lời là gì? Câu trả lời là thứ nhất đó là cái vấn đề của bệnh nhân này đó không phải là vấn đề, mặc dù nó chảy máu nhưng mà không phải là vấn đề là đe dọa tính mạng liền. Nha, bệnh nhân có thể cầm máu tại bệnh viện Hùng Vương vẫn được. Cái này bệnh viện Hùng Vương. Nha, người ta nhét kẹt là cầm máu à? Nha, mình hướng dẫn là nhét kẹt cầm máu rồi truyền máu, rồi hồi sức. CT 21 hiện giờ không được chuyển viện, nha anh chị. Là tại vì mấy đó là bệnh viện Hùng Vương xử lý được, thành ra bệnh nhân sẽ không chuyển viện. Như vậy đó thì giữ cho tới khi nào? Giữ cho tới khi mà CT nó trên 30 là chuyển viện được. Và khi chuyển vào bệnh viện ung bướu đó, thì giống như bác sĩ Phương Minh nói đó, câu này giai đoạn 2A1 mình có thể là phẫu trị, có thể là xạ trị, kết quả ngang nhau. Nhưng mà sau khi đánh giá kỹ lưỡng trong trường hợp này thì mình sẽ ưu tiên cho xạ trị nhiều hơn là phẫu trị trong tình huống này. Tại vì xạ trị đó thì nó ít nguy cơ hơn, chút xíu mình sẽ coi, nha chút xíu sẽ coi. Và cái thứ hai đó là mấy em phẫu trị xong đó thì nguy cơ mới lại phải quay lại xạ trị bổ túc, chuyện này có chứ không phải không. Thành ra tính tới tính lui đó thì xạ trị trong tình huống này nó vẫn an toàn hơn. Và cái thứ hai nữa thì xạ trị nó ít tốn nguồn lực hơn. Ít tốn nguồn lực ý là làm sao? Không có thể sử dụng phòng ICU, không phải sử dụng máy thở, không có sử dụng oxy, hô hấp này kia. Còn trong cái chuyện mà mổ mai rủi không biết chừng lỡ một cái tai biến xảy ra lại chiếm một phòng ICU của mình, lại chiếm một cái máy thở, hiểu không? Thành ra trong tình huống này đó thì mình sẽ trước mắt là nói ở bệnh viện Hùng Vương nhét gạt cầm máu, rồi sau đó khi mà CT trên 30 chuyển vào ung bướu và hướng mình sẽ ưu tiên cho xạ trị. Rồi
nó chị hiểu ha. Giờ mình sẽ coi tiếp. Dạ, à, anh Linh ơi, em có ý kiến cái ca rồi. Đấy, anh. Rồi, dạ, ca chăm sóc nhỏ nhẹ phải không em? Nhật phải không? Dạ. Dạ, dạ. Em nói đi. Cho em hỏi là nếu mà mình đi điều trị nội khoa mà mấy cái ngày đầu mà bệnh nhân cứ chảy máu hoài mà cái hemoglobin nó cứ tụt hoài thì luôn cái lúc đó mình xử trí như thế nào vậy anh? Tại vì có khả năng bệnh nhân có thể là trong tình huống không... này nếu mà bệnh nhân chảy máu á, là chảy máu từ cái tổn thương cổ tử cung đó nha. Dạ. Thì hầu như là bệnh nhân rất là ít chảy máu nha. Cái này là bệnh nhân tại vì trong một năm mấy nay đó, cái ca mà bà 68 tuổi không em, bà C đó, chính yếu bà thiếu máu là do suy dinh dưỡng, chảy máu thì ít. Tại vì bà đã về một năm mấy nay rồi. Nhưng mà giả sử bác Nhật nói trong tình huống này bệnh nhân chảy máu ồ ạt từ cái tổn thương cổ tử cung nha, từ tổn thương cổ tử cung. Dạ. Thì mình sẽ làm như thế nào? Thì trong tình huống này mình có thể mình cân nhắc mình xạ trị tạm bỡ cầm máu vô chỗ đó. Dạ. Còn cái ca mà cô D ở bệnh viện Hùng Vương á anh, nếu mà dạ, cái ca đó mà cứ mỗi ngày nó cứ chảy máu hoài mà cái hemoglobin nó cứ còn cứ 7-8 gram hoài thì lúc đó là mình thật ra đó thì cái giai đoạn 2A1 này đó xuất hiện âm đạo nhiều ồ ạt đó là từ cái bướu thôi, thành ra là nếu mà nhét gạt tốt thì hầu như là kiểm soát được hết chứ không khi nào mà không kiểm soát được trong tình huống này. Anh chưa thấy ca nào mà 2A1 mà không kiểm soát được mà cái nhét gạt. Vậy chuyển tay cho anh Linh với các đồng nghiệp khác cho em xin hỏi kinh nghiệm một chút ạ. Trong trường hợp này mình nhét gạt thì mình chỉ nhét đơn thuần hay là mình có cần tẩm cái gì thêm không? Trong trường hợp này mình nhét đơn thuần là đủ rồi bác mình. Dạ. Thì trước đây em có thấy mấy chị bác sĩ bên sản có tẩm ga adrenaline hoặc là cái oxy già thì có nên hay không? Anh thì anh không có làm mấy cái anh không có tẩm. Và anh thấy nó vẫn đủ đó. Rồi, thứ nhất thứ hai nữa thì đang nhiễm cái COVID này nè. Thì vấn đề đặt ra là cái corticoid hay là đại khái là cái metronidazole insulin đó thì mình có được chích để mà trong cái điều trị kháng viêm này để cho nó bớt cái chảy máu này không? Đương nhiên là corticoid thì không có chỉ định gì trong cái trường hợp này hết, tức là về chỉ định về ung thư thì hoàn toàn là không rồi. Nhưng mà về thí dụ như là trong cái phác đồ điều trị COVID, nếu bệnh nhân có COVID nặng hoặc là có những triệu chứng mình cần thể xài kháng viêm kháng đông thì bệnh nhân có thể sử dụng được trong tình huống này. Tình huống này đó là mình nói cái tình huống của bà C và bà cô D đó là đều là nhiễm là không có triệu chứng, tất nhiên là về mặt ung thư đó thì cô D có một cái là chảy máu, nhưng mà cái đó thì trong tầm tay mình xử lý được. Còn về mặt ung thư của bà C là một cái tình trạng mãn tính rất là lâu rồi, bệnh nhân nhập viện kỳ này đó là vì cái suy kiệt và suy dinh dưỡng nặng, là trong cái đợt giãn cách bệnh nhân không được ăn uống đầy đủ này kia, tại vì bệnh nhân nãy mình nói cái tình hình kinh tế rất là khó khăn, thành ra bệnh nhân mới bị rớt vô cái tình trạng này, chứ không phải là do cái bệnh mà nó diễn tiến nặng. Rồi, mấy anh chị còn ý kiến gì khác không ạ? Nếu không thì mình qua một cái phần quan trọng nhất của mình đây là bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID-19 trong thời đại dịch. Tại giờ bệnh nhân của mình chính yếu là đây nè, lọt vô tình huống này nè. Tức là các nguy cơ bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID-19 trong thời đại dịch, các hướng dẫn xử lý cho bệnh nhân ung thư không nhiễm COVID-19 và tiên lượng bệnh nhân ung thư không nhiễm COVID-19. Bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID-19 có nguy cơ không mấy anh chị? Có nguy cơ nhiễm COVID-19 ha, giống như hồi nãy mình nói đó, tức là có nguy cơ nhiễm cao hơn là do nguy cơ bệnh nhân phải phơi nhiễm, tức là y tế đi lui bệnh viện nhiều lần, vô rộng ở lâu ha, chỗ đông người thì phơi nhiễm nhiều hơn, và bệnh nhân có thể đang điều trị ung thư rồi suy giảm miễn dịch rồi tuổi cao rồi kia đó thì dễ bị nhiễm hơn. Các yếu tố ảnh hưởng tới chăm sóc bệnh nhân ung thư thời đại dịch, thí dụ giờ bệnh nhân không có bị nhiễm COVID-19 thì người ta có bị ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng quá đi chứ. Thứ nhất là gì? Giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển, cách ly người tiếp xúc gần, người về từ vùng dịch. Xe cộ không có, đi ra đi vô không được, đi về bị cách ly, nha. Rồi hoặc là vô tiếp xúc người nào một cái là về bị cách ly, thành ra nó bị xáo trộn rất là lớn. Và một cái xáo trộn lớn tiếp theo đó là hạn chế nguồn lực thời đại dịch về nhân lực, về trang thiết bị, nha. Tức là tất cả huy động cho chống dịch hết. Thành ra là nhiều khi đó mọi cái trang thiết bị, mọi cái nhân lực nó thiếu thốn rất là nhiều. Các nguy cơ liên quan tới bệnh ung thư gồm có là chậm trễ điều trị nè, gián đoạn điều trị nè, điều trị không tối ưu nè, gián đoạn và chậm trễ tái khám sau điều trị, nguy cơ rất là nhiều. Vấn đề là mình phải cân bằng nguy cơ ha.
phải cân bằng nguy cơ bị nhiễm COVID-19 và các nguy cơ do ung thư. Tức là khi đi tới bệnh viện điều trị thì nguy cơ là bị nhiễm, nhưng mà nếu mà không để bị những cái gián đoạn như trên thì là nguy cơ là do bệnh ung thư. Đó làm sao mình phải cân bằng hai cái này. À, xử trí bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID-19, khuyến cáo ở nơi mà đại dịch còn bùng phát, ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ là dịch còn bùng phát, một số tỉnh phía Nam thì dịch còn bùng phát, thì phẫu trị đó là nguy cơ nhiễm cao, và nhiễm thì có nguy cơ tăng biến chứng nặng, tử vong và ảnh hưởng rất nhiều tới nguồn lực. Thành ra là phẫu trị đó là chỉ phẫu trị những trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng. Trì hoãn các phẫu thuật nếu được tùy loại ung thư theo hướng dẫn và lựa chọn giải pháp điều trị mà mình có thể mình lựa chọn giải pháp điều trị trì hoãn. Ví dụ có những cái mình phải chuyển qua thành hóa trị, có những cái loại ung thư mình chuyển qua thành xạ trị, hoặc là có thể mình chuyển qua một hóa xạ trị tân hỗ trợ để mình trì hoãn cho tới cuộc mổ. Hoặc là lựa chọn giải pháp thay thế tương đương nếu khả thi. Ví dụ như trường hợp nãy cô D đó, thì thay vì mình phải mổ thì giờ mình có thể chuyển qua xạ trị hoặc là hóa xạ trị. Và khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì lúc đó mình mới tiến hành phẫu trị. Tức là đây là một trường hợp khi mà bệnh nhân không có nhiễm COVID nhưng mà thời đại dịch đó, bệnh nhân có nguy cơ phải phẫu trị đó, thì đây là một trường hợp là nguy cơ nhiễm cao, có nhiễm thì tăng nguy cơ biến chứng nặng và ảnh hưởng tới nguồn lực nhiều. Thành ra là trên nguyên tắc cấp cứu thì làm, đe dọa tính mạng thì làm, còn những trường hợp khác trì hoãn được thì phải tiến cách trì hoãn. Xạ trị thì tăng nguy cơ ít hơn phẫu trị, ít hơn nhiều đó, do bệnh nhân điều trị ngoại trú, ngày tới bệnh viện chút xíu, vô cái máy xạ tí xíu mà người nào vô máy xạ thì cũng có xét nghiệm âm tính hết rồi, vô chút xíu rồi về thôi. Không gia tăng nguy cơ biến chứng nặng, tại vì những cái người đang xạ trị là những cái người hầu như sức khỏe đang bình thường và ít ảnh hưởng tới nguồn lực. Tại vì mình biết là nó cũng đâu có sử dụng phòng cấp cứu, đâu có sử dụng oxy, đâu có phải tốn nhiều nhân lực. Nguy cơ bệnh ung thư diễn tiến cao hơn là nguy cơ nhiễm và biến chứng do COVID. Tức là sao? Nếu mình ngưng xạ trị thì nguy cơ bệnh nhân diễn tiến đó do ung thư đó thì nó cao hơn là nguy cơ bệnh nhân đi tới xạ trị mà bị nhiễm và biến chứng cho COVID. Thành ra nên tiếp tục xạ. Đặc biệt là nếu mà đang là bệnh nhân đang được xạ trị với tính chất là xạ trị triệt để. Và đặc biệt là những cái bướu diễn tiến nhanh. Lưu ý cái gì? Có thể áp dụng các phác đồ xạ trị giảm phân liều để rút ngắn số lần đến bệnh viện và thời gian điều trị. Thí dụ như là một cái phác đồ mình cần phải làm 28 phân liều, mỗi phân liều là 1.8 gray, thì có thể mình rút ngắn, còn một phác đồ là 15 phân liều, mỗi phân liều là 3 gray, để bệnh nhân rút ngắn cái thời gian, cái số lần đi tới bệnh viện và tổng thời gian điều trị. Đối với xạ trị áp sát thì người ta nói là ưu tiên gây tê nếu có thể được. Tại vì khi mà gây mê đó là nó tốn nguồn lực lắm anh chị, và nó có nguy cơ. Tại vì mình biết gây mê bệnh nhân phải tháo cái khẩu trang ra, nó phải chụp cái oxy lên mặt, chụp cái mask này kia, thở này kia, thì nó có nguy cơ nhiều hơn. Và xạ trị tạm bỡ nếu mà cần thiết thì cũng nên duy trì, ví dụ như trong trường hợp chống chèn ép tủy, chống chảy máu, giống như nãy mình nói trong cái bà C đó, thì có thể mình chảy máu nhiều, có thể mình vẫn có thể mình xếp để xạ trị tạm bỡ chống chảy máu. Cái chuyện này là người ta khuyên là nên. Còn hóa trị thì như thế nào? Hóa trị đó thì nguy cơ bị lây nhiễm nó cũng cao. Lý do làm sao? Tại vì đó hóa trị thì ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch. Thứ hai là hóa trị đó thì phải chung vô phòng hóa trị, ngồi lâu hơn, nằm lâu hơn. Cái phòng xạ trị vô nằm 10-15 phút, có một người một thôi. Còn cái phòng hóa trị là một cái phòng đông và ngồi mấy tiếng đồng hồ trong đó, thành ra nguy cơ nó sẽ nhiều hơn. Và nhiễm có thể tăng nguy cơ và biến chứng nặng, tức là cái người đang hóa trị mà bị nhiễm COVID đó, thì cái tiên lượng có thể xấu hơn. Và hóa trị thì nó cũng ít ảnh hưởng tới nguồn lực. Khuyến cáo người ta như thế nào? Người ta không khuyến cáo trì hoãn thường quy hóa trị hay liệu pháp có tiềm năng ức chế miễn dịch ở bệnh nhân không nhiễm COVID-19. Nói chung là bệnh nhân vẫn có thể đi tới hóa trị được. Nhưng người ta khuyên là sao? Là hạ ngưỡng sử dụng dự phòng giảm bạch cầu cho các phác đồ nguy cơ sốt giảm bạch cầu hạt từ 10% trở lên. Tức là người ta khuyến khích là nên sử dụng những cái thuốc dự phòng giảm bạch cầu hạt để cho bệnh nhân khỏi phải giảm bạch cầu hạt, lại là một cái đợt suy giảm miễn dịch. Giảm bạch cầu hạt lại phải quay tới bệnh viện, đi tới đi lui bệnh viện nhiều lần, trong khi hiện giờ giãn cách xã hội đi lại rất là khó khăn, và đi tới đi lui bệnh viện nhiều lần thì lại gia tăng cái nguy cơ nhiễm. Nên dùng những phác đồ hóa trị thay thế giúp giảm số lần đến khám, ví dụ như là phác đồ uống lãnh thuốc uống nè, phác đồ ít lần truyền nếu có thể, thay vì phác đồ mỗi tuần truyền một lần thì có thể mình chuyển qua mỗi 2 tuần, mỗi 3 tuần nếu có những phác đồ thay thế như vậy.
và cân nhắc kỹ các thuốc ức chế tế bào B, tức là kháng thể đơn dòng, kháng CD20, đặc biệt là trong cái duy trì lymphoma nang đó, nếu mà trong những trường hợp mà duy trì lâu rồi ha, mà mình thấy có thể hoãn được thì có thể mình hoãn lại, tại vì đây là một cái trường hợp nó làm cho giảm suy giảm miễn dịch nặng và nguy cơ nhiễm thì nó gây ra những cái biến chứng rất là nặng. Lưu ý là hóa trị hoặc là liệu pháp kháng thể đơn dòng ở nhà là không an toàn. Tức là người ta nói thôi nếu phức tạp quá lãnh thuốc về nhà truyền ngồi ở nhà đi, nhưng mà hiện giờ trên tất cả các khuyến cáo người ta nói là cái này làm ở nhà là không an toàn, thành ra đều phải đi tới bệnh viện hết. Về chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ thì người ta thấy là có thể kéo dài hơn thời gian bơm rửa, duy trì bồn tiêm dưới da mỗi 12 tuần một lần, người ta thấy vẫn an toàn. Có thể hướng dẫn bệnh nhân khám và lấy thuốc giảm đau tại địa phương thì vẫn an toàn. Đây là một cái sơ đồ, một cái lưu đồ khuyến cáo xử trí bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID-19. Cái này thì trên mấy chị thấy cái tài liệu tham khảo ở dưới ha, The Oncologist Online Library. The Oncologist Online Library. Đầu tiên là mình chẩn đoán và xếp giai đoạn hội chẩn đa chuyên khoa để quyết định cái hướng điều trị. Câu hỏi đầu tiên là bệnh nhân có phải phẫu trị hay không? Nếu bệnh nhân có phẫu trị thì câu hỏi tiếp theo là phẫu trị có thể được trì hoãn hay không? Nếu mà không trì hoãn được trong những trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng thì bệnh nhân phải phẫu trị và chấp nhận cái nguy cơ. Nếu có thể trì hoãn được thì có thể chỉ định hóa trị hoặc xạ trị hoặc là hóa xạ trị tân hỗ trợ hay không. Nếu không thể thì phải lên kế hoạch phẫu trị khi kiểm soát được đại dịch. Còn nếu có thể đó, thì có thể khoảng nếu mà có thể đó, tức là có thể chỉ định hóa trị hoặc xạ trị hoặc hóa xạ trị tân hỗ trợ đó, thì câu hỏi tiếp theo là có thể trì hoãn hóa trị hay xạ trị tân hỗ trợ hay không. Nếu không đó thì mình tiến hành hóa trị hoặc là hóa xạ trị hoặc là xạ trị hay tân hỗ trợ hoặc là thay thế. Còn nếu mà có đó thì mình lên kế hoạch điều trị khi kiểm soát được đại dịch. Tức là mình theo cái hướng là bắt buộc làm thì mới làm, còn có biện pháp gì thay thế thì là phẫu trị là không được ưu tiên. Tiếp theo đó là mới tới hóa trị và xạ trị. Còn nếu mà bệnh nhân không phẫu trị, không cần phải mổ thì mình có thể xem xét điều trị toàn thân hay là xạ trị hoặc là hóa xạ trị. Còn nếu mà có thể trì hoãn được thì mình trì hoãn, còn không trì hoãn được thì mình mới tiến hành điều trị. Chút xíu mình sẽ có những cái bệnh án để minh họa những cái trường hợp này. Nhìn chung lại là đầu tiên là phẫu trị hay không, nếu mà có thì trì hoãn được hay không, nếu không trì hoãn thì phẫu trị, còn có trì hoãn được thì có thể dùng những cái chỉ định hóa trị tân hỗ trợ hoặc xạ trị tân hỗ trợ hay không. Nếu mà có thì mình áp dụng, còn nếu không thì mình phải chờ để mình mổ. Còn nếu mà có thể sử dụng hóa trị hoặc là xạ trị tân hỗ trợ đó, thì câu hỏi tiếp theo lại là trì hoãn được hay không. Không được thì mình tiến hành ngay, còn có được thì mình sẽ trì hoãn tiếp. Cái căn cứ để chọn cái quyết định điều trị ung thư nơi dịch còn bùng phát đó, thì người ta đây là một cái căn cứ mình coi trên, cũng là khuyến cáo, nếu anh chị coi trên UpToDate ha thì anh chị sẽ thấy cái căn cứ này. Thì người ta sẽ dựa căn cứ vào hai cái nguy cơ, thứ nhất là nguy cơ bệnh ung thư diễn tiến do trì hoãn hóa trị, và thứ hai là nguy cơ bệnh nặng do nhiễm COVID, thì nó sẽ có tuổi và có cái bệnh lý. Ví dụ ta thấy là nguy cơ thấp, tức là có thể an toàn trì hoãn sau hơn 3 tháng, tức là trì hoãn 3 tháng vẫn còn an toàn, thì có 3 độ tuổi là dưới 50, 50, 70 và trên 70 tuổi. Thì người ta thấy là đối với phẫu trị đó, thì ung thư da không melanoma thì có thể để an toàn nha. Tức là một cái carcinoma tế bào đáy ở mặt có thể để 3 tháng được, dù người đó dưới 50, từ 50 tới 70 hay trên 70. Hoặc là một cái ung thư vú giai đoạn sớm mà có thụ thể nội tiết dương tính và hợp âm tính ở phụ nữ mãn kinh, thì trong trường hợp này đó thì ta có thể là chờ được, hoặc là ta có thể là, tại vì cái trường hợp mãn kinh thì thường thường là từ 50 tới 70 hoặc là trên 70 tuổi, thì ta có thể là nói là nếu được mình có thể cân nhắc là nội tiết tân hỗ trợ. Hoặc là ung thư tiền liệt nguy cơ thấp hay trung bình thì có thể mình trì hoãn được. Hoặc ung thư nội mạc tử cung tiếp 1 hoặc là hầu hết các ung thư tuyến giáp thì mình trì hoãn được. Hoặc là ung thư cổ tử cung giai đoạn 1A1. Hóa trị đối với bệnh bạch cầu mạng thì mình trì hoãn được. Còn xạ trị là ung thư da không melanoma thì mình trì hoãn được, hoặc là xạ trị ung thư vú giai đoạn sớm ha, cũng giống như trên, cụ thể nội tiết dương tính mà hợp âm tính, hoặc là ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ thấp hay trung bình, hoặc là lymphoma thấp. Đối với những cái nguy cơ gọi là trung bình
tức là có thể chấp nhận trì hoãn khoảng 3 tháng, loanh quanh 3 tháng thì không hơn, 2-3 tháng thì được. Thì phẫu trị là ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ cao, thì trong trường hợp này người ta khuyên mình có thể điều trị kháng androgen trước nếu mà trì hoãn lâu. Thì bệnh nhân mà dưới 50 tuổi thì người ta khuyên mình điều trị ngay, còn bệnh nhân từ 50 tới 70 tuổi thì cân nhắc điều trị ngay, cân nhắc điều trị ngay tùy từng trường hợp, còn bệnh nhân trên 70 tuổi thì có thể trì hoãn điều trị. Hoặc là ung thư đại tràng hiện ít có nguy cơ tắc ruột thì nó cũng giống vậy, ung thư cổ tử cung giai đoạn 1A2, còn hóa trị thì đối với ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư phổi giai đoạn tiến xa thì dưới 50 tuổi thì điều trị ngay, từ 50 tới 70 thì cân nhắc có thể điều trị ngay và trì hoãn, còn trên 70 tuổi thì hoãn điều trị. Còn xạ trị sau mổ, phẫu thuật sau mổ thì cũng giống vậy theo tuổi. Ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ cao thì đối với ung thư tuyến tiền liệt chúng ta có thể nói mình điều trị kháng androgen trước nếu mình trì hoãn lâu. Còn đối với những trường hợp mà nguy cơ cao tức là nếu mình ngưng, mình hoãn trì hoãn điều trị đó thì cái nguy cơ do ung thư nó diễn tiến nó cao thì trong những trường hợp này đó thì lý tưởng là điều trị ngay. Phẫu trị thí dụ như bướu phổi trên 2 cm thì dưới 50 tuổi hoặc là từ 50 tới 70 tuổi thì phải xét điều trị ngay hết, còn trên 70 tuổi thì cân nhắc điều trị ngay tùy từng trường hợp. Ung thư đại tràng nguy cơ tắc ruột cũng giống vậy, ung thư nội mạc tử cung tiếp 2, ung thư cổ tử cung giai đoạn từ 1B trở lên, nghi ngờ ung thư buồng trứng, nghi ngờ ung thư gan hoặc là sạc cơm rách trung bình, rách cao. Hoặc là hóa trị thì đối với ung thư tinh hoàn, trực tràng, huyết học mà không thuộc rách thấp, hoặc sạc cơm không rách thấp, hoặc là sinh âm tế bào nhỏ, hoặc là hầu hết các ung thư ở đầu cổ thì hầu như mình phải tiến hành điều trị ngay, trừ khi những bệnh nhân trên 70 tuổi thì mình cân nhắc trong từng trường hợp. Còn xạ trị thì ung thư phổi, ung thư trực tràng, đầu cổ, phụ khoa, sạc cơm rách cao, hết trung bình. Nhìn chung là đây là những cái trường hợp mà xạ trị mang tính chất triệt để, thành ra là cân nhắc phải điều trị ngay, đặc biệt là giống như đối với trường hợp bệnh nhân dưới 70 tuổi. Đối với bệnh nhân mà gián đoạn điều trị thời đại dịch, mà bệnh nhân không có nhiễm COVID-19 mà y tế từ xa, bệnh nhân gián đoạn do giãn cách, do hạn chế đi lại, do cách ly người tiếp xúc thì khuyến cáo bệnh nhân quay lại sớm nhất khi có thể. Bệnh nhân gián đoạn hóa trị tức là bệnh nhân đang hóa trị được dự kiến là 6 lần, bệnh nhân được 2 lần bệnh nhân kẹt ở dưới luôn, giãn cách xã hội, không có xe lên, không có xe đi tới bệnh viện, hoặc là bệnh nhân nằm trong khu phong tỏa tới cái ngày khám bệnh để vô đợt thứ 3 không vô được. Thì cái này đó thì có thể giảm hiệu quả hóa trị tùy loại bệnh hoặc là loại hóa trị. Theo anh chị thì đối với cái trường hợp này, với cái trường hợp mà trì hoãn, tức là thay vì bệnh nhân chưa được điều trị lần nào hết thì bệnh nhân bị kẹt luôn, so với đang điều trị và bệnh nhân bị kẹt thì cái tình huống nào nguy hiểm hơn? Cái gián đoạn với lại cái trì hoãn đó thì cái nào nguy hiểm hơn? Cái gián đoạn thì mình không có cái gián đoạn phẫu trị nha mấy anh chị, không có đang mổ mà ngừng lại nha. Thành ra gián đoạn là chỉ có hóa trị với xạ trị thôi. Theo mấy anh chị thì cái nào? Cái nào nguy hiểm hơn, cái nào khó khăn hơn? Dạ, thưa thầy, em xin có ý kiến ạ. Anh cứ nói đi. Dạ, thưa thầy, em nghĩ là cái gián đoạn nó sẽ là nguy hiểm hơn. Tại vì riêng về cái, thí dụ những cái ung thư mà nó có cái tỷ lệ mà phân bào mà nó nhanh đó, thí dụ như ung thư đầu cổ á, khi mà mình điều trị, thí dụ như xạ trị mà bệnh nhân bị gián đoạn, nó sẽ kích hoạt cái sự mà tái lập dân số tế bào á, nhanh hơn trước khi mà bệnh nhân điều trị nữa. Cho nên là nếu mà trong cái những trường hợp giống như là những cái ung thư tiến triển nhanh giống như là ung thư đầu cổ chẳng hạn á, thì mình nếu có phải lựa chọn thì mình nên lựa chọn là trì hoãn điều trị. Còn khi mà đã điều trị thì cố gắng là điều trị liên tục cho bệnh nhân để ta phải tránh gián đoạn. Rồi, các anh chị nào có ý kiến khác không ạ? Thật ra thì gián đoạn điều trị là nó bị động hơn cái trì hoãn như mấy anh chị, nó nguy hiểm hơn đó. Đó là những cái hóa trị hỗ trợ, tức là sau khi mình phẫu trị một cái ung thư vú giai đoạn sớm là bệnh nhân có chỉ định hóa trị hỗ trợ thì có thể mình trì hoãn một vài chu kỳ, nhất là hỗ trợ giai đoạn sớm, thì chuyện đó nó có thể ảnh hưởng hay không thì mình cũng không biết, nhưng mà chuyện đó có thể chấp nhận được, có thể nó
không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà đối với hóa trị tân hỗ trợ hoặc là hóa trị triệt để đơn thuần một ung thư phổi, ung thư đầu cổ ha, hoặc hóa trị bệnh giai đoạn tiến xa thì nguy cơ bệnh tiến triển, bệnh kháng thuốc nó xảy ra còn nhiều hơn là mình trì hoãn ngay từ đầu nữa. Thành ra là cân nhắc hướng dẫn bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất có thể hóa trị ha. Tức là hỏi bệnh nhân ở đâu, rồi nếu mà bệnh nhân đi được tới đâu thì mình hướng dẫn gần tới đó, còn nếu mà bệnh nhân hoàn toàn không đi được thôi thì bắt buộc phải chịu. Khi đang xạ trị triệt để thì mình tăng tổng thời gian thì nó sẽ làm tăng cái tổng thời gian xạ trị, thì khi bệnh nhân quay lại thì mình phải tính bù liều cho đầy đủ cho bệnh nhân. Còn gián đoạn tái khám thì có thể tái khám muộn hoặc tái khám ở địa phương, phối hợp với các sở y tế địa phương và y tế từ xa thì giúp giải quyết phần nào các giai đoạn điều trị này. Có thể mình phối hợp với những cái y tế địa phương đó ha, thì mình hướng dẫn từ xa để cho bệnh nhân. Thế thì bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID thì có thể có bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng do cái đại dịch COVID này không? May quá là trên cái tạp chí JAMA, tức là Hội Nội khoa Hoa Kỳ, tôi thấy mới đây thôi, chắc là anh quanh mấy bữa đây thôi, thì nó có đăng lên một cái số là số liệu tử vong Hoa Kỳ từ 2015 tới 2020. Mình coi đây, cái tài liệu tham khảo nằm dưới đây. Thì mình coi đó là mỗi năm đó tử vong ở Hoa Kỳ đó thì khoảng 2,7 triệu cho tới 2,8 triệu người, kỳ này nó tăng lên là 3,3 triệu người. Tử vong do bệnh ung thư, mình coi ha, 595, 598, 599, 599, 599,000, 598,000, 932, hầu như không đổi, mà chị thấy không đổi phải không? Tử vong do COVID-19, 345,000, cái này là số liệu năm 2020 nha mấy anh chị, còn hiện giờ ở Mỹ nó tăng lên gần gấp đôi rồi. Mình thấy trong cái tử vong này thì cái gì tăng? Mình thấy tim mạch tăng nè, nha. Tim mạch tăng 30,000. Ung thư gần như không đổi, những cái tai nạn, những cái chấn thương, tai nạn không cố ý thì tăng lên khoảng gần 20,000, stroke tăng lên khoảng 10,000, còn những cái khác hầu như rất là ít đổi. Như vậy đó thì mình nói, ung thư bị nhiễm COVID là chết nhiều hơn, xấu hơn, không nhiễm COVID cũng bị ảnh hưởng, và cuối cùng số liệu đâu thấy khác gì đâu, phải không? Lý do nên chị thấy số liệu không khác không? Lý do người ta tính, người ta tính theo tử vong do COVID chứ người ta đâu có tính theo tử vong ung thư. Đúng rồi, lý do là ngắn hạn thì chưa tăng tử suất do cái gì? Do bệnh nhân ung thư và tử vong do COVID á, thì được báo cáo là tử vong do COVID. Nó chồng nó lẫn vô đó rồi. Cái thứ hai là bệnh nhân ung thư được chẩn đoán và điều trị không tối ưu đó thì người ta không chết ngay. Không chết ngay. Năm 2020 qua 2021, 2022 người ta mới chết. Thành ra đó, hiện tại thì mình chưa thấy gia tăng cái tử suất. Nhưng mà lâu dài đó thì nguy cơ gia tăng biến chứng và tử vong do ung thư, chuyện này mình thấy rất rõ. Tại vì đó tầm soát cũng giảm rất là lớn, mà biết tầm soát là giúp tăng cái phát hiện sớm và giảm tử suất đó, rồi điều trị theo dõi tất cả mọi cái đều bị ảnh hưởng hết. Thành ra là cái bệnh ung thư đó thì người ta sợ sau cái đại dịch, sau cái đợt này thì cái ung thư nó sẽ tăng lên. Rồi chúng ta giải quyết những cái tình huống lâm sàng tiếp theo. Đây là những tình huống hoàn toàn có thật và nằm trong bệnh viện luôn, chắc quen với một số các anh chị ở đây rồi đó. Nếu mà làm trong bệnh viện thì sẽ gặp. Bà H 51 tuổi, cách đây một năm được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 2B, carcinoma tuyến, bệnh nhân bỏ điều trị. Một tháng trước nhập viện vì bụng to nhanh, không đau, không sốt đến khám. Bệnh nhân suy kiệt nặng, BMI bằng 15 thôi, bụng to, sang thương cổ tử cung xâm lấn dùng chậu. Xa 1-2 năm lúc đó là 1240, HE4 là 864, PCR SARS-CoV âm tính, bệnh nhân được chụp cái CT, mình thấy ở dòng bụng nè, thì ta kết luận là tổn thương dùng cổ tử cung nghĩ ác tính, xâm lấn thân tử cung, ứ dịch lòng tử cung lượng ít, cộng tổn thương nốt mô dùng chậu cần phải sang thương cổ tử cung, theo dõi tổn thương gieo rắc, theo dõi khối tổn thương áp xeo hóa dùng chậu, nốt nhỏ gan trái chưa rõ bản chất, dịch bụng chậu lượng vừa. Cái chẩn đoán của khoa đó là chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn tiến xa, phân biệt ung thư cổ tử cung cộng khối áp xeo hóa dùng chậu, hướng xử trí là như thế nào? Ca này thì đang nằm, lúc trước thì trị tại bệnh viện ha, nhưng mà thôi để coi. Mời Lê Hoàng Vinh đi ạ.
Mời bác Vinh nào. Dạ luôn. Thầy ơi, hợp này em chưa có ý kiến. Chưa có ý kiến hả? Dạ dạ. Mời Nguyễn Anh Dũng à. Sao anh Dũng? Ủa, dạ thầy gọi em á. Trời đúng rồi, sao? Dạ. Cái này xử lý sao? Em cái này nghĩ cái BMI nó thấp, có 15 này, em nghĩ thì chắc mình nhẹ cho mình đăng trước. Có mổ hay không? Dạ không. Không mổ. Dạ. Rồi mời Phạm Cao Thành. Dạ, em không thấy được cái slide thì thấy được cha của. Ủa sao không thấy? Cái này nghe đọc nó bị qua mất. Cái slide đang trước mặt em nè. Slide của em nó bị đứng. Dạ, thôi được rồi. Mời Phạm Lê Nam luôn, Nam. Dạ, alo. Dạ. Dạ vâng, dạ. Thế em trong trường hợp này bệnh nhân có vấn đề về BMI thấp, cho nên em nghĩ là trường hợp này mình chỉ can thiệp là chăm sóc giảm nhẹ thôi. Điều trị thêm thì không thay đổi tiên lượng của bệnh nhân. Ca này không mổ áp xe nó bể ra bệnh nhân chết không em? Thấy áp xe không? À, dạ, không? Dạ có. Ca này thì em nghĩ là trường hợp này mình có thể mình điều trị nội khoa trước cho nó ổn định cái khối áp xe rồi mình theo dõi và sau đó mình mới cân nhắc tới cái chuyện là có nên mổ hay không. Dạ. Có ai có ý kiến khác không ạ? Em có ý kiến được không? Em Tường nè. Dạ, Tường nói Tường. Theo em đó thì cái này nếu mà mình nghĩ là có khối áp xe hóa vùng chậu thì em nghĩ là phải có chỉ định phẫu thuật. Nhưng mà vì cái thể trạng kém như vậy thì mình sẽ chấp nhận là delay cái phẫu thuật từ 5 tới 7 ngày để mà mình can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân từ 5 đến 7 ngày trước. Sau đó mình phẫu thuật bệnh nhân và sau phẫu thuật thì mình vẫn phải nâng đỡ tổng trạng cùng lúc. Thì có thể mình phẫu thuật thì mình không có cố gắng làm radical tất cả, mình chỉ có thể dẫn lưu cái khối áp xe và rút nhanh chóng có thể trong cái tình huống là mình không, mình chỉ giải quyết cái triệu chứng thôi chứ mình không có mục đích là để lấy hết cái khối u này. Rồi, rất là cảm ơn bác sĩ Tường. Ca này đó thì ở khoa cũng hội chẩn dinh dưỡng này kia ha, cũng nâng tổng trạng giống y như bác Tường nói thôi, rồi sau đó là chuyển bên khoa ngoại, hội chẩn khoa ngoại, và đây là cách xử trí của khoa ngoại. Bệnh nhân phẫu thuật nằm ngửa nội khí quản, thám sát bụng thấy ốp xe tạo vách dày nhiều giả mạc 15 cm, chứa 4 lít mủ trắng hôi, cấy mủ kháng sinh đồ. Thám sát ghi nhận mô bướu lan tràn ở bụng, áp xe quá mất cấu trúc giải phẫu. Tiến hành sinh thiết mô bướu gửi giải phẫu bệnh một lọ, rửa bụng bằng betadine, đóng bụng. Giải phẫu bệnh sau mổ là carcinom tuyến tiết nhầy, sau mổ 5 ngày bệnh nhân bị nhiễm COVID tại bệnh viện mình nha, và 14 ngày sau thì bệnh nhân tử vong. Cái này thì mình coi là cái sơ đồ. Chẩn đoán và xếp giai đoạn, hội chẩn đa chuyên khoa, mình làm qua hết. Phẫu thuật có thể trì hoãn hay không? Trì hoãn ít bữa, nhưng mà cái này không trì hoãn lâu được. Tại vì cái áp xe mà, mình đã nói áp xe rồi thì mình không có để hoài được. Ha. Thành ra là bệnh nhân vô viện xong đó, thì cũng như là khoảng 70 ngày sau thì bệnh nhân mổ. Không thì mình phẫu thuật trị. Nhưng mà nói rồi, một cái phẫu trị ha, tử vong trong lúc mổ và tử vong sau mổ gia tăng rất là nhiều đối với những bệnh nhân mà ung thư mà có nhiễm COVID trong cái thời gian này. Thành ra là cái này thì mình xử trí thì cũng không có gì sai, nhưng mà cái kết cục thì mình, bệnh nhân này cũng là bệnh nhân nặng ha. Đây là một cái tình huống lâm sàng thứ hai, cũng hoàn toàn cũng đang ở bệnh viện mình luôn. Bà T 51 tuổi, tháng 4 năm 2020 thì được chẩn đoán là ung thư cổ tử cung giai đoạn 4B, giải phẫu bệnh là carcinom thần kinh nội tiết. Bệnh nhân được hóa xạ trị đồng thời cộng với hóa trị, đánh giá là đáp ứng hoàn toàn và bệnh nhân tái khám định kỳ. Ngày 10 tháng 6 năm 2021 thì bệnh nhân nhập viện vì nhức đầu, tổng trạng tốt, y khóc bằng 1, khám lâm sàng thì bình thường, MRI thì di căn não và CT scan ngực bụng chậu thì bình thường. Chúng ta thấy cái MRI của cái khối di căn não ở thùy trán bên phải trên cái T2 và đây là T1. CT scan ngực thì bình thường, CT scan toàn thân thì bình thường, tức là trừ cái não ra, CT scan ngực bụng chậu bình thường, cái MRI bụng chậu thì đáp ứng hoàn toàn. Tình huống này xử lý như thế nào? Bác sĩ Mỹ Hà,
Mỹ Hà, không Mỹ Hà. Dạ thưa thầy, alo. Dạ nghe. Dạ em Nghĩa. Nghĩa nói đi Nghĩa. Em xin phát biểu được không ạ? Được, được em. Dạ mình. Theo em thì trường hợp này mình có thể phẫu thuật như này. Dạ. Về khối u ở não. Dạ. Dạ. Có ai có ý kiến khác không ạ? Rồi bác Nghĩa nói là cái trường hợp này là mình sẽ mổ can thiệp phẫu thuật rồi. Dạ. Em xin phép coi giúp dạ, em cứ nói đi. À, em thấy cái CT phổi có vài cái nốt nhỏ nhỏ, em nghĩ nhiều khi bác sĩ chẩn đoán cũng có thể bác. Bác Vũ không? Xin lỗi bác Vũ. À, cái CT phổi này đó thì bên chẩn đoán hình ảnh đọc là đáp ứng hoàn toàn bác Vũ, và hiện giờ chụp lại nó cũng hoàn toàn nữa bác Vũ. Nó cũng không có tăng gì thêm hết. Tại này mình coi kết quả là kết quả của chẩn đoán hình ảnh bên mình đó. Dạ. Dạ. Giờ tập trung vô cái não nè, xử lý làm sao? Cái này để mình hỏi lại bên chẩn đoán hình ảnh bên mình. Nhưng mà hiện giờ thì ở phổi bệnh nhân vẫn không triệu chứng mà bệnh nhân cũng ổn cho tới hiện giờ. Rồi, xin mời tiếp ý kiến tiếp ạ. Em cứ này, cái hình em ra em thấy giới hạn của cái khối nó khá rõ. Em rõ lắm luôn đó. Cái, dạ. Khi làm ít nữa tới cái dây căng bên Mỹ thì em sẽ hoàn chỉnh lại ngoài kinh. Rồi. Có ai có ý kiến khác không ạ? À? Ca này thì bệnh nhân được hội chẩn chẩn đoán hình ảnh trước. À, tại vì người ta nghĩ cái tổn thương này đó đưa cho chẩn đoán hình ảnh, ta cũng rất là băn khoăn, ta đọc coi là nguyên phát hay là di căn, và hội chẩn chẩn đoán hình ảnh thì chẩn đoán hình ảnh cuối cùng sau khi mình đưa cái bệnh sử carcinoma thần kinh nội tiết này kia đó thì người ta chẩn đoán cái này là di căn. Cái thứ hai là hội chẩn ngoại thần kinh có luôn. Hội chẩn ngoại thần kinh thì ta nói làm sao? Người ta nói là có chỉ định mổ nha, nhưng mà hiện giờ là nếu bệnh nhân không cấp cứu thì người ta không nhận mổ. Nha, không đe dọa tính mạng thì người ta không nhận mổ. Ta nói không gì sai hết đó. Và bệnh nhân này đã được liên hệ 3 bệnh viện chuyên về ngoại thần kinh. Thứ nhất là khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy, thứ hai là Nhân dân Gia Định, và thứ ba 115, và được trả lời một câu hỏi giống y bằng được một câu trả lời giống y nhau là trong tình huống này chỉ định mổ thì có, nhưng mà tại thời điểm này thì người ta không thể mổ được nha, tại vì nguồn lực nãy mình nói rồi nha, tập trung cho COVID nha, thành ra bệnh nhân không thể mổ được trong tình huống này. Người ta nói là có thể làm gì đó vài tuần nha, thì quay lại thì người ta mới tính được, chứ hiện giờ thì người ta không nhận mổ rồi đó. Vậy thì sao? Giờ này cái này mình xả phẫu được không anh? À, cái này xả phẫu được không? Mấy phân? Dạ cái này gần 4 phút mấy, 45 mm. 40 mấy làm xạ phẫu không thuận lợi đâu. Dạ. Cái thứ hai nữa là carcinoma thần kinh nội tiết kiểu giống như là tế bào nhỏ đó. Thì nó hay di căn não là đúng rồi. Thì có thể nên làm toàn bộ não xong rồi khu trú thêm vào cái bướu đại thể này. Em có một cái anh Linh. Em dạ, nói đi. Em có một cái ca, cái tình huống nó giống vậy, nhưng mà ca bệnh nhân của em là ung thư giáp dạng tủy. Thì một cái ung thư giáp dạng tủy thì tương đối là giai đoạn tiến xa. Thì hồi đó mổ xong rồi sau đó cho xạ trị. Thì sau đó bệnh nhân uống thuốc liệu pháp sinh học, bệnh nhân uống cái bazopanib ức chế TGI. Thì hiện tại thì hơn một năm mấy thì bệnh nhân vẫn rất là ổn định. Thì bệnh nhân đi khám định kỳ thôi. Thì đợt này tính là bét để cho rút ống khai khí đạo, thì rốt cuộc là bệnh nhân là đi cho làm bét thì lại thấy cái tổn thương ở não. Thì lúc đó thì nghĩ là di căn, thì bắt đầu sau đó bệnh nhân có chuyển nhức đầu. Thì lúc đó thì em có gửi qua bệnh viện ngoại thần kinh quốc tế á, thì em gửi có bác sĩ Hoàng đó là bên đó anh ta chịu mổ. Thì cái sang thương lớn hơn cái sang thương này. Thì giả phẫu bệnh á, tức là khi mổ thì bác sĩ vẫn nghĩ là ung thư nguyên phát nhiều hơn chứ không nghĩ di căn, nhưng mà cuối cùng giả phẫu bệnh nó ra là hội chẩn quá muộn, dịch nó ra là ung thư thần kinh nội tiết. Thì điều đó rất là lạ, thì cái giả phẫu bệnh trước mổ thần kinh nội tiết nha, coi chừng giả phẫu bệnh ấy lại làm hóa mô miễn dịch, nhưng mà có thể nó hơi giống đó. Đó tức là em làm hai lần, thì một cái thì nghĩ ở bên Chợ Rẫy của bên phòng khám bác sĩ Thông thì nghĩ là bên là u, nghĩ là u nguyên phát, nhưng mà chỗ làm đội chỗ Thành thì nghĩ thần kinh nội tiết, nhưng mà em vẫn nghĩ có thể là của dạng tủy. Hiện giờ bệnh nhân mổ xong rồi thì giờ đang xạ trị ở bên FV, thì hiện tại thì chỉ còn khoảng hai ngày nữa là chấm dứt xạ trị.
thì vẫn là được, là bệnh nhân được phẫu thuật trong mùa dịch. Tức là cái tình huống này thật sự nếu đúng nhất thì nên mổ trước rồi có thể xét chỉ định là xạ trị sau. Rồi thì vậy thì sao? Vậy là cho nên cái tình huống này thì nếu được thì bệnh nhân nếu âm tính mọi thứ tất cả thì thật sự nếu mà tận dụng nguồn lực thì hơi một số bệnh viện ta từ chối thì có lý do từ chối, còn nếu mà hợp lý nhất thì em nghĩ là nên phẫu thuật để có cái giải phẫu bệnh. Không phải ta từ chối không á, nhưng mà nói thẳng câu này luôn nha, tại bữa đó mình hội chẩn bác Xuân ở bên xà 4 đó, gọi điện thoại nghe mọi người nghe luôn đó, thì anh nói là anh có thể nhận ca này, tôi có thể nhận ca này, nhưng mà không thể phẫu thuật được liền bây giờ. Tôi mà làm bây giờ đó, trong tình hình bệnh viện đang dịch bệnh vậy mà tôi làm vậy là tôi có thể bị kỷ luật đó, và tôi phải chờ lại dài 3 tuần. Và đối với thần kinh nội tiết mình biết dài 3 tuần, mà dài 3 tuần mà cũng không hứa chắc nữa, thì cái chuyện tiên lượng bệnh nhân như thế nào mình cũng không biết được luôn. Thành ra nếu mà mình căn cứ vào cái phác đồ, cái đường hồi nãy ha, chẩn đoán và xếp giai đoạn, họ chẩn đa chuyên khoa có phẫu trị có thể trì hoãn hay không, giờ người ta không đọc phẫu trị thì bắt buộc mình phải không phẫu trị thì phải làm gì, phải là xem xét điều trị toàn thân ha, hoặc là xạ trị hoặc là hóa xạ. Có thể trì hoãn được xạ trị hoặc hóa xạ hay không, tình huống này là không trị được, không trì hoãn được rồi. Thành ra bệnh nhân trường hợp này bệnh nhân được giải quyết là xạ trị ha. Thì bệnh nhân sắp tới đợt tái khám 3 tháng đây, bệnh nhân thì hiện giờ cũng rất là ổn. Bữa đó đó thì cũng cân nhắc, tôi cũng hội chẩn với bác Xuân trên cái ekip xạ 4 đó, thì cân nhắc cũng có thể là làm xạ phẫu ca này, nhưng mà giống như cô Tuyết Anh nói đó, trường hợp này trên 4 cm thì cũng hơi bất lợi cho làm xạ phẫu. Cái thứ hai nữa đó là có thể xạ toàn bộ não hay không đó, thì xạ toàn bộ não ca này đó thì bác Xuân cũng nói là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái trí tuệ sau này của người ta đó, mà cô này cũng còn trẻ, mọi cái nó cũng ổn. Mà thật ra là nếu mà có thần kinh nội tiết mà di căn toàn bộ, di căn mà não rồi mà nhiều ổ rồi đó, thì cái tiên lượng bệnh nhân rất là xấu ha, rất là xấu. Thành ra là thôi bây giờ trước mắt giải quyết triệu chứng, xạ khu trú vô bướu 3-15 rồi bệnh nhân tái khám lại. Nếu mà hiện giờ mà dịch nó ổn mà cái khối này nó ổn lại con lành hết á, khu trú lại theo dõi thời gian mà nó còn cái nền thì có thể cân nhắc hội chẩn lại với ngoài thần kinh sau. Đối với ca này, đây là tình huống lâm sàng thứ ba, bệnh nhân còn đang nằm trong bệnh viện luôn. Bệnh nhân 51 tuổi, tháng 6 2019 được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 3B, được hóa xạ trị đồng thời, bệnh nhân tái khám thì ổn. Tháng 6 2021 bệnh nhân tiểu báo thỉnh thoảng, bệnh nhân được điều trị nội khoa. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 bệnh nhân nhập viện vì bí tiểu. Tổng trạng tốt, y khóc bằng không, khám lâm sàng thì không phát hiện bất thường. CT scan thì thấy cục máu cục có bàng quang, bên chị thấy đây nè, cái cục máu cục nằm đây nè, mình nhìn thấy đây nè. Nè, thận ứ nước hai bên, mình thấy thận ứ nước nhẹ thôi, niệu quản giãn nhẹ thôi. Có hạch cành động mạch chủ bụng 20mm, nghi ngờ di căn, phù hợp ha. Hiện thì mọi cái lâm sàng và cận lâm sàng thì nó phù hợp với viêm bàng quang xuất huyết. Bệnh nhân này chụp cái CT là không có cản quang, tại lúc đó là bệnh nhân bí tiểu rồi, cái chức năng thận nó cũng tăng. SARS-CoV-2 PCR thì âm tính, hướng xử lý bệnh nhân này như thế nào? Bệnh nhân này thì hôm kia thì còn nằm ở khoa ngoại 1, hôm qua thì mới chuyển lên khoa nội 1. Đặt xong được không? Đặt xong đất Bulgari được không? Dạ, đặt xong double J là một lựa chọn, nhưng mà nó không phải lựa chọn ưu tiên trong trường hợp này, tại vì cái rục trặc của bệnh nhân này nằm ở bọng đái chứ không phải nằm trên thận. Khi nào mà bọng đái vẫn lưu tốt là thận nó sẽ ổn thôi, tại vì bệnh nhân bí tiểu rồi thận nó ứ nước, bọng đái nó ứ quá rồi nó ứ dồn lên thận luôn. Bệnh nhân này sau khi đặt thông tiểu tháo lưu hết cái nước tiểu, cái máu cục trong bọng bàng quang thì bệnh nhân, cái thận nó trở lại bình thường. Nếu vậy là chỉ vì cái cục máu đông thôi. Dạ đúng, vì viêm bàng quang xuất huyết. Xuất huyết từ đâu mà ra cục? Dạ, viêm bàng quang xuất huyết do xạ trị. À, tại tháng 6 năm 2019 thì bệnh nhân đã được xạ trị. Tại vì sao biết không? Tại vì cái biến chứng này lúc sau này nó cũng hiếm á. Dạ. Không có nhiều như hồi xưa nghe viêm bàng quang xuất huyết, viêm trực tràng xuất huyết thì nó nhiều, còn bây giờ là hiếm. Mình thấy là giai đoạn 3B thì không biết là chảy máu ở đâu.
Rồi, về ý bác sĩ, ý bác sĩ Linh là muốn hỏi cái vụ hiện giờ đó, nó có hai cái vấn đề. Động mạch chủ bụng nó vẫn còn. Dạ, hiện giờ đối với bệnh nhân này có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là viêm bàng quang xuất huyết rất là rõ, và thứ hai là một cái hạch cạnh động mạch chủ bụng chưa rõ. Tại vì cái CT này là CT không cản quang, bệnh nhân lại không triệu chứng, đau nhẹ nhẹ chút ít ngay cho đó thôi. Thì nếu mà bây giờ lấy được cái cục máu đông ra rồi hết hiện giờ bệnh nhân đi tiểu lại bình thường rồi. Bình thường. Dạ. Có thể nào, rút thông tiểu luôn được rồi. Chức năng thận bình thường thì có thể nào làm PET được không? Dạ. Coi nó còn ở chỗ nào nữa không? Dạ, PET CT thì dù bệnh nhân không có ý, dù bệnh nhân suy thận vẫn làm PET CT được. Làm được, ừ thì làm chứ. Dạ. Coi còn chỗ nào. Xin ý kiến các anh chị khác ạ. Dạ, anh Linh cho em hỏi cái trường hợp này phải là cái trường hợp bên khoa ngoại một là em điều trị em chuyển qua khoa nội đúng không anh? Mới chuyển qua đó hôm kia. Dạ. Dạ, thì ca này lúc đầu cũng nghĩ là viêm bàng quang xuất huyết do cái bệnh nhân gây ra cái tình trạng là suy thận cấp sâu thận, thì em đặt sông tiểu thì sau khi ra cái máu đông thì bệnh nhân đi tiểu bình thường, nội soi bàng quang thì chỉ thấy viêm bàng quang xuất huyết. Thì giống như cái trường hợp này theo cái cây mà của anh Linh đưa thì cái hợp này là mình có thể trì hoãn, chưa có cần phải can thiệp gì để mà giải quyết cái viêm bàng quang xuất huyết. Cho nên cái trường hợp này thì em nghĩ cái bàng quang xuất huyết thì điều trị duy trì như vậy là đủ, mình chưa cần phải can thiệp phẫu thuật trong cái trường hợp này. Cho nên em mới chuyển qua bên khoa nội để đánh giá cái tình trạng cái hạch cạnh động mạch chủ bụng thì có cần phải là có di căn hay không, có cần phải hóa trị thêm hay không. Dạ. Các anh chị nào có ý kiến khác không ạ? Mình quay tới cái cây của mình ha. Đây, chẩn đoán xếp giai đoạn rồi, hội chẩn đa chuyên khoa rồi. Trường hợp này là không phẫu trị rõ ràng rồi ha, không có chỉ định gì của phẫu trị hết, thì xem xét điều trị toàn thân ha. Hay là xạ trị hay là hóa xạ, có thể trì hoãn ha, hóa trị hay xạ trị hay không. Thì trường hợp này rõ ràng là có thể nha. Tại vì có hạch cạnh động mạch chủ bụng nhỏ xíu, không có triệu chứng gì hết, chưa chắc là di căn hay không nữa, thành ra là có thể nha, có thể trì hoãn. Thì trong trường hợp này đó, nội khoa thông tiểu lưu, bơm rửa bàng quang và theo dõi thôi. Thì tôi nghĩ là qua bên khoa nội đó, thì trong cái tình huống này người ta vẫn có thể theo dõi được, có thể làm một cái PET CT giống như cô Tiến Anh nói, rồi mình theo dõi thôi, cũng không có gấp gì hóa trị hết. Tại vì á, dù có di căn thì hóa trị cũng không phải là khẩn thiết trong trường hợp này, tại vì các yếu tố tiên lượng của nó không có phụ thuộc vào cái chuyện là hóa trị sớm hay trễ đối với ung thư cổ tử cung mà di căn. Tôi có ý kiến. Dạ. Tôi có ý kiến là thế này, cái bây giờ đó mình làm PET á, mình xem thứ nhất là cái chỗ cổ tử cung nó ổn hay không. Nếu mà mình khám lâm sàng rồi cộng với lại các cái phương tiện hình ảnh thấy cái 3B rồi vậy nó cũng ổn. Viêm bàng quang xuất huyết thì không có làm gì ngoài cái nội khoa, nhưng mà riêng cái cục hạch này là nếu mình làm PET mà chỉ thấy một cục hạch này và cục hạch di căn á, thì nếu mà có thể xạ trị được á, cái này là riêng ha nha, là có thể xạ trị bằng SDRT đấy. Yeah. mình đã xạ rồi, cái kia mình cái xạ mà trường chiếu lớn trong cái kia mình đã làm rồi, cái cục nhỏ xíu này nè 2 cm có thể làm SDRT đó. Yeah. Một hoặc hai tia thôi, hai lần xạ thôi ngay chỗ cái này. Thì bệnh nhân này trẻ phải không ạ? Dạ, 51 tuổi, sinh năm 70. Bệnh nhân rồi thì cũng được. Thành ra là đó là một cái option, nếu mà mình trong điều kiện này mà mình trì hoãn, nhưng mà nếu mà thấy dịch nó bớt một cái đó, mình có thể lên, là tại vì làm một hai lần SDRT thì cái nguy cơ nhiễm rồi nguy cơ gì nữa ảnh hưởng tới sức khỏe không có cao. Dạ, tại vì trong thử nghiệm lâm sàng thì chưa có làm cái này, nhưng mà thử nghiệm lâm sàng thì có làm hóa xạ trị đồng thời, làm bằng IMRT. Trong những trường hợp này thì tỷ lệ thành công lên quanh khoảng 20%, tức là có thể kiểm soát được lâu dài nếu mà không có di căn xa. Dạ, thành ra đó là cái cân nhắc. Nhưng mà hiện giờ đó thì bệnh nhân đang chuyển vào khoa nội, thì em cũng nói là thôi cứ từ từ lại hết mọi cái, không có gấp gì hết. Thành ra là theo dõi rồi sau đó là đánh giá lại trước coi cái hạch nó có di căn hay không, tại vì cái CT của mình là CT không cản quang nữa, thành ra cái vùng đó nhìn không có rõ và bệnh nhân lại không có triệu chứng. Rồi các vấn đề khác liên quan tới ung thư và COVID, thứ nhất là tiêm ngừa, thứ hai là tầm soát, thứ ba là bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng. Tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho bệnh nhân ung thư ha, thì như thế nào? Thì tôi đã coi lại tất cả các dữ liệu rồi, thì người ta nói là
Bệnh nhân ung thư có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 và ưu tiên tiêm ngừa nếu không có chống chỉ định chung nha, chứ không phải là vì bệnh ung thư, ví dụ như dị ứng nặng, dị ứng quá nặng hoặc là dị ứng với một thành phần nào đó có trong vaccine. Tức là những cái người thông thường đó, chống chỉ định sao thì người bệnh nhân ung thư thì vì vậy thôi, chứ không có một cái chống chỉ định gì về bệnh ung thư hết. Thời điểm bất cứ khi nào thích hợp, có thể sau hay trước phẫu trị, hóa trị, xạ trị hay bất cứ lúc nào có thể thích hợp. À, mình coi hết mấy cái hướng dẫn rồi. Đây là cái lượng đối tượng ưu tiên nữa. Thành ra là người ta nói là như vậy thì giảm miễn dịch thì miễn dịch không tốt. Nhưng mà miễn dịch không tốt, nguy cơ nhiễm cao thì nguy cơ nhiễm nó càng cao thì như vậy thì càng cần phải tiêm vaccine nữa. À, thành ra là hiện giờ tất cả các hướng dẫn đều là theo hướng giống như vậy hết. Chứ không có lý do gì mà phải chần chờ tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân ung thư. Thành ra là mấy anh chị có thể mạnh dạn trả lời với bệnh nhân. Cái thứ hai là tầm số ung thư thời đại dịch. Thì tầm số ung thư là bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch. Do đây không phải là vấn đề ưu tiên về sức khỏe. Đây không các quy định về chống dịch, khó khăn đi lại, hạn chế nguồn lực và tâm lý e ngại làm cho cái số lượng bệnh nhân mà tới tầm soát ung thư thời đại dịch nó giảm tới 70-80%. Cái này là cái thống kê ở Hoa Kỳ. Tại bệnh viện ung bướu đó thì tháng 8 năm 2021 thì cái số bệnh nhân tới tầm soát ung thư nó giảm 95%. Và nguy cơ là gì? Nguy cơ là sau này nó sẽ tăng tần suất và tỷ suất do ung thư sau này. Tại vì mình biết tầm soát ung thư là giúp phát hiện giai đoạn tiền ung thư và điều trị để nó giảm tần suất và đặc biệt là giảm tỷ suất. Mà nếu mà mình không làm tốt cái chuyện này, đây là nói về phương diện toàn cầu luôn đó, thì nó sẽ gia tăng tần suất và tỷ suất sau này. Về mặt khuyến cáo thì người ta lựa chọn cái phương tiện, cái lịch, cái địa điểm, cái thời gian phù hợp, tuân thủ quy định về an toàn phòng chống dịch. Thí dụ phương tiện đó thì người ta lựa những cái phương tiện có cái giá trị dự đoán âm cao, tức là khi nào âm thì biết chắc cú là không có bị bệnh. Thí dụ như là xét nghiệm mà tầm soát ung thư cổ tử cung, thay vì làm cái xét nghiệm Pap, cái độ nhạy nó lên quanh khoảng 50-60% thôi, thì cái âm tính giả nó rất cao thì người ta có thể làm xét nghiệm HPV, cái âm tính giả nó khoảng 10% trở lại thôi. Hoặc là lịch thì mình giảm tần suất tầm soát phù hợp. Thí dụ như là ung thư đại tràng, mình có thể mình có những cái lịch mỗi năm bệnh nhân phải đi tới tầm soát một lần, nhưng mà có những cái lịch mỗi 3 năm, có những cái lịch mỗi 5 năm, có những cái lịch mỗi 10 năm, thì tùy cái phương tiện và cái lịch thì mình phải lựa chọn cho phù hợp. Và cái địa điểm thì nếu mà y tế địa phương gần nhà người ta làm được thì khuyến khích ta tham gia những cái địa điểm gần nhà. Thời gian thì phù hợp tùy điều kiện giãn cách và phong tỏa, làm ra cái tầm soát ung thư cũng bị ảnh hưởng. Và cái thử nghiệm lâm sàng ung thư thời đại dịch COVID thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều về mặt tuyển bệnh, về mặt tuân thủ đề cương, chẩn đoán, điều trị, theo dõi và cũng như chi phí gia tăng cho bệnh nhân đi lại rất là khó khăn. Mình có thể phải điều chỉnh đề cương và y học từ xa. Cái tài nguyên tham khảo thì mình có thể mình trên mạng thì nó có cái on COVID ha, hoặc là cái theo khuyến cáo ESMO. Nếu anh chị theo cái đường link, anh chị vô link ESMO thì nó có từng cái bệnh từng mặt bệnh và từng cái phương tiện chẩn đoán, hóa trị, xạ trị, phẫu trị, rồi theo dõi như thế nào thì người ta có hướng dẫn. Nhưng mà nó cũng theo cái nguyên tắc chung giống như nãy mình trình bày. Để kết luận đó thì bệnh nhân ung thư ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID, bởi các nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn, khi nhiễm thì tiên lượng có thể nặng hơn. Các quy định về giãn cách, cách ly, hạn chế đi lại và hạn chế nguồn lực y tế ảnh hưởng rất là nhiều tới việc chẩn đoán, điều trị, theo dõi, tầm soát và nghiên cứu ung thư. Bệnh nhân ung thư mà nhiễm COVID-19 thì ưu tiên xử lý COVID-19 nhiều hơn, và khi nhiễm COVID-19 ổn thì tiến hành xử trí ung thư. Còn bệnh nhân ung thư mà không nhiễm COVID-19 thì ở nơi dịch còn bùng phát thì phải cân nhắc nguy cơ nhiễm COVID-19 với nguy cơ ung thư tiến triển cho trì hoãn điều trị. Những trường hợp ung thư mà diễn tiến nhanh thì cần được ưu tiên giải quyết sớm hơn. Phẫu trị thì sẽ có nguy cơ nhiều hơn là hóa trị, sau đó mới tới xạ trị. Các phương thức làm giảm tần số, cái số lần tới bệnh viện hoặc là y học từ xa phối hợp với y tế địa phương phù hợp với tình hình mới. Thì chân thành cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Thì ở đây mấy anh chị có câu hỏi gì thêm không ạ? Cái giờ mình hơi bị quá giờ, mình dự kiến là loanh quanh khoảng một tiếng hơn, nhưng mà giờ nó không hơn một tiếng rưỡi rồi. Nhưng mà tại vì mình cũng có thảo luận mấy ca lâm sàng nó hơi lâu. Bài này sẽ được gửi cho mấy anh chị, rồi học viên ạ.
Dạ anh, em là Tường, em bác sĩ Tường, em có cái tình huống thực tế thì em hỏi anh, em cũng khó xử. Thì có một bệnh nhân ở tỉnh bị ung thư lưỡi T3 lận. Thành ra là nếu mà phẫu thuật mở tỉnh thì em cảm nhận là có thể nó sẽ không có radical được, hoặc là cũng không có thể mà tạo hình vi phẫu cho bệnh nhân được trong cái tình huống cái khối u lớn như vậy. Mà để kêu chờ thì cũng đã hơn một tháng rồi. Thành ra là em cũng không biết là, nhưng mà ở tỉnh thì nhận để điều trị, tỉnh là tỉnh Cần Thơ. Thành ra là em không biết là mình nên là như thế nào trong cái tình huống này. Hay là mình cho bệnh nhân xạ trị cho nó nhỏ bớt, hóa tân hỗ trợ cho nó đỡ bớt, rồi sau đó lên lên mình mổ, hay là để cho tùy Cần Thơ người ta quyết định. Thì trong cái tình huống đó nó hơi khó khăn. Em hỏi anh cũng đang gặp một tình huống giống như em nói đó, chứ không phải là hầu lại. Thì bệnh nhân này thì được vô trên khoa mình đó, vô bệnh viện ung bướu rồi, gặp bác sĩ Khôi trên ngoại năm rồi, một cái ung thư lưỡi luôn, cũng giai đoạn tương đối tiến xa. Thì cái hướng xử trí trong tình huống này đó là người ta, bệnh nhân thì ở Bến Tre, thành ra người ta đồng ý đó là hóa trị tân hỗ trợ, mặc dù về chứng cứ có thể nó hơi chưa chưa phải là thiệt là chắc là rõ chỗ đó, nhưng mà đây là một cái phương án lựa chọn khả dĩ trong cái tình huống vấn đề. Thì bệnh nhân đó của anh đó, thì người ta lựa chọn là cái hóa trị tân hỗ trợ. Thành ra nếu mà em muốn mà điều trị mà sau này lên mà mổ ấy đó, mổ ở đây đó, thì anh nghĩ là có thể cân nhắc hội hội chẩn hay là báo với Cần Thơ đó, người ta làm hóa trị tân hỗ trợ trước cho bệnh nhân. Cái này là bác sĩ Khôi đã đồng ý luôn là hóa trị tân hỗ trợ đấy. Tại vì em đang cân nhắc giữa hóa trị tân hỗ trợ hay là cho tỉnh ta mổ luôn. Thực ra khi em hỏi mà anh cho em cái ID đó thì em sẽ hội chẩn với Cần Thơ để hướng vào hóa trị tân hỗ trợ trước. Dạ. Yeah. Dạ. Tại vì đó nó đó là bệnh nhân ung thư vú đang điều trị nội tiết AI mà không mua được thuốc, mà đã thời gian là 2 tháng rồi. Thì trong cái tình huống ở tỉnh không mua được thuốc thì tình huống này thì mình vẫn phải chấp nhận vậy thôi, hay là có cái cách nào khác không anh? Thật ra thì điều trị nội tiết, đặc biệt là sau điều trị vào siêu vanh đó, bổ túc sau mổ đó, thì nó không phải là trong cái tình huống đó mình thấy đó, là người ta nói là có thể trì hoãn luôn trên 3 tháng đó. Thành ra là chuyện này nó không quá ảnh hưởng nhiều tới cái kết cục điều trị, không ảnh hưởng quá nhiều tới kết cục điều trị. Thành ra đó, và với lại là nội tiết là một cái mà cũng anh nghĩ là không phải là quá khó để mua. Thành ra có thể mua ở trên đây gửi về hay là một cái phương tiện gì đó. Có thể là trong vòng 3 tháng mà không giải quyết được cái chuyện không có nội tiết thì anh nghĩ là mình rất có nhiều phương án để mình giải quyết chuyện này. Có thể gửi chỗ nào mua đó, và bệnh nhân cũng có một cái thời gian tương đối lâu để chờ, chứ không phải là nó khẩn thiết giống như cái kia là cái ung thư lưỡi nãy nói không điều trị là không được rồi đó. Còn này không có thuốc 1-2 tháng có thể là không ảnh hưởng quá nhiều tới cái tiên lượng. Dạ, tại em cũng biết là 3 tháng, nhưng em sợ cái tình huống là giãn cách này nó sẽ lâu hơn, và bệnh nhân thì nó ở khu rất là sâu xa, thành ra cũng gửi cũng khó. Em cũng có dự kiến giống như anh vậy đó, nhưng mà bệnh nhân cũng không nhờ mua được, thì đấy, em chỉ sợ tình huống là nó lâu hơn 3 tháng thôi. Có ai có ý kiến khác hay không ạ? Tại vì tình huống này là những tình huống mình chưa bao giờ gặp không ạ? Nếu mà ở vùng sâu vùng xa quá thì không biết làm sao, nhưng mà nếu mà AI mà không có tiền mua đó, thì AI nếu mà mua ngoài thì cũng đắt. Bệnh nhân nghèo thì có thể thôi tạm thời chuyển sang tamoxifen uống đỡ. Nếu mà nó chỉ tại vì tamoxifen thì còn kinh hay là đã mãn kinh thì đều xài được, đỡ trong vài tháng rồi mai mốt rồi lên khám tính lại. Tamoxifen thì ở ví dụ như là ở các tỉnh mà có khoa ung bướu đó, là ở những cái khu ở nhà thuốc xung quanh có bán. Dạ em cảm ơn. Nhân chuyện của chị Tường với của anh Linh thì ở Bạc Liêu chúng em cũng có một ca lưỡi như thế, thì giai đoạn T2 thôi, bệnh nhân chưa mổ được, bây giờ cũng phải hóa trị tân hỗ trợ. Như vậy thì xin anh Linh nói là mình hóa trị là 3 chu kỳ hay 4 chu kỳ, và phác đồ tối ưu nhất tốt nhất cho bệnh nhân này là nên uống hay kết hợp với truyền hay là chỉ là truyền. Cái này phải hỏi anh Khôi rồi, chứ hỏi anh Linh không biết rồi. Tại vì những tình huống này là tình huống chưa từng xảy ra, mình chưa từng đối mặt với mấy tình huống giống vậy, thành ra là theo cái hướng dẫn chung thôi, còn cụ thể trong từng tình huống thì nó sẽ rất là phức tạp, nó sẽ có muôn hình vạn trạng. Dạ, cũng bị bệnh nhân này cũng bị trì hoãn hết 3 tuần rồi. Tại vì 3 tuần trước thì em có cho bệnh nhân nhập viện, nhưng mà vì Covid cho nên là bệnh nhân phải ở nhà. Mà bệnh nhân này là đã phát hiện ở trên ung bướu thành phố Hồ Chí Minh là đã 2 tháng rồi.
thì cũng vì COVID mà không thể nào đi mổ được. Rồi bây giờ hóa trị thì cũng phải trì hoãn tiếp. Hiện tại thì bệnh nhân là vẫn chưa nhập viện được. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi này này mình gặp hai rầm, mình, dạ, dạ. Mình sẽ gặp nhiều. Những cái vấn đề mà COVID với ung thư đó. Dạ. Là ở trên trên các nước trên thế giới đó, người ta đã rất là khốn khổ và người ta đã chuẩn bị rồi làm đủ thứ là từ năm 2020. Nhưng mà đúng thiệt là lúc đó đó Việt Nam mình hay quá. Việt Nam mình kiểm soát bệnh tốt nhất thế giới. Cho nên là cũng không có không dè có ngày hôm nay. Thành ra những cái này bây giờ mình đi lấy kinh nghiệm của người ta thì cũng tốt. Mình thấy lại nhưng mà đúng là cập rập quá, không kịp. Đúng không? Chứ mấy cái này sách mấy cái bài này là tôi thấy là đế tinh từ năm 2020 hết à. Hồi đó tôi cũng được hỏi ý kiến là quý bệnh viện thì làm những cái gì. Lúc đó tôi thấy mình chả có cái gì hết. Tôi thấy, ủa sao bên Việt Nam tôi ổn định lắm. Điều trị vẫn triệt để như thường, không có cái gì, không có phải là hyperfection, tức là giảm số phân liều gì hết, chả có cái tí kinh nghiệm nào, mà mình cũng ít có quan tâm đến người ta, mình tưởng là mình là luôn luôn là số 1 tới họ bây giờ. Bây giờ thật đúng là quá rối ha. Dạ. Rồi mấy chị còn ý kiến gì khác không ạ? À? Nếu không thì cảm ơn quý thầy cô trong bộ môn, cảm ơn chị Tiết Anh, cảm ơn quý thầy cô trong bộ môn. Sau đây thì có khoảng 5 phút, phải không tới 5 phút để dặn các học viên. Rồi mình sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay. Rồi xin cảm ơn bác sĩ Linh, bài hôm nay hay quá. Nhớ cho nha. Dạ, dạ. Thứ nhất là nội dung này thì không có thi, không trong bài, nội dung này thì sẽ có trong bài thi và kiểm tra nha. Nhưng mà tại vì ngay lúc đầu đó thì cái chương trình học lý thuyết và chuyên đề bệnh án của mình á, thì cái chương trình khung của mình á, thì lúc đầu nó không có cái phần này. Nhưng mà tại vì cái này là cái bổ sung thêm, nhưng mà tôi thấy nó cần thiết, tại vì mấy anh chị phải nắm vững thì cái này là thực hành lâm sàng, mấy anh chị sẽ đối mặt hàng ngày. Học viên sau đại học thì sẽ tham gia chương trình học lý thuyết, chuyên đề và bệnh án online theo thông báo. Các anh chị sẽ học tiếp tục các chuyên đề này và sẽ bố trí đó là hoặc sáng thứ bảy hoặc là các ngày lại để hơi trễ buổi chiều, tại vì sợ mấy anh chị đi những cái bệnh viện mà COVID á, thì mấy anh chị tham gia không có được trong cái giờ hành chánh, mà cái bộ đồ kia vô rồi thì chả có tham gia gì được nữa hết. Tiếp theo đó là các đối tượng năm thứ ba là nội trú và chuyên khoa 2 thì chuẩn bị sẵn sàng thi tốt nghiệp. Tôi nghĩ là dỡ bỏ khoảng giãn cách lại đó thì có thể mấy anh chị sẽ thi tốt nghiệp ngay đó. Thì mấy anh chị phải chuẩn bị hết mọi thứ. Đối tượng năm thứ hai là chuyên cấp 1 cao học nội trú và chuyên khoa 2 đó thì mình sẽ thi chứng chỉ ung thư ngay sau khi tập trung lại. Nếu mà tập trung lại thì mình chỉ sẽ được phổ biến lịch thi. Còn đối tượng năm thứ nhất là cao học và chuyên khoa 2 thì nội trú thì nộp tên đề cương tốt nghiệp trước 30 tháng 9 về trưởng nhóm để đọc cho bộ môn, thì mình bộ môn cũng sẽ chuẩn bị một số cái đề tài cho mấy anh chị nha. Cái này thì đã sẽ được gửi cho mấy anh chị. Hôm nay thì ở bệnh viện ung bướu cũng có một cái chuyên đề phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nha. Từ lúc 9 cho tới 12 giờ, anh chị có thể theo cái đường của cái QR code này để vào. Và đặc biệt đó thì ở Đại học Y Dược thì Trung tâm Đào tạo Nhân lực theo nhu cầu xã hội thì có làm CME về COVID-19. Đây là một cái trang rất là hay, anh chị vô có từ đầu tới cuối và người ta sẽ làm đó, người ta sẽ trình bày đó thì từ 19 giờ tới 20 giờ 30 cho tới 21 giờ mỗi sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Xin lỗi, tối thì hôm kỳ rồi thì bác sĩ Thường Vũ cũng một thành viên ở đây thì cũng mới hôm báo cáo cách đây hôm tuần trước nữa. Còn tuần tới đó, tức là thứ sáu tuần sau đó thì tôi sẽ báo cáo, thì cái bài nó cũng tương đối giống cái bài đó, cũng là một cái phần COVID và ung thư, nó cũng giống như vậy. Chúng ta thấy có những cái chuyên đề rất là hay ha, về nội tiết nè, về sinh lý bệnh nè, về sản khoa, di khoa, ung thư, huyết học và y học giấc ngủ nữa, thì anh chị sẽ coi, tôi sẽ có những cái vấn đề anh chị sẽ coi. Sau cái phần này thì tôi sẽ trình, tôi sẽ gửi cho mấy anh chị qua cái bản PDF. Rồi mấy chị còn ý kiến gì khác không ạ? Đồng ý không mấy anh chị? Đồng ý là có thi không?
Rồi thôi, nếu không có vấn đề gì khác thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. Bỏ ra cái buổi sáng thứ bảy để nghe cái bài, tôi nghĩ thì nó cũng cần thiết trong cái thực hành hàng ngày của mình. Chúc mấy anh chị có một cái cuối tuần vui vẻ và luôn bình an, và tiếp tục tham gia những cái buổi dạ.